hai đơn này. Đấy. Chị chụp ảnh chưa? Chị chụp ảnh chưa? Chụp rồi. Có phải lấy tiền gì không? Cái tiền cước. Tiền cước thì... Tại vì nó hơn 1 triệu mà chị. Chúng ta ăn 10.000. Nếu 10 thì bao xích này. Cái gì? Hết á? Về bao nhiêu mà hết à? Bao xích em đấy. Hả? Về nhiều thế mà hết à? Sao không báo à? Chào chị Chi Lê, chào cả nhà nhé. Mọi người chia sẻ để mua túi 69k nhá. Chia sẻ like để mua túi 69k. Ơi. Trong này này. Ừ, lôi trong này ra, bỏ màu khác ra, bỏ màu tím than ra. Chào Phương Anh, chào chị Nhung Võ Thị Kim. Mọi người chia sẻ like để mua túi 69k nhá. Thế hàng to còn hàng không thắng, còn nhiều hàng không? Cái bộ này em để vào trong phòng nhá. Cái bộ tính ra này. Bộ này em để. Hết rồi à? À, chị Hồng Đào em chưa check được tin nhắn á. Có thấy Mai Ala nhưng em chưa check tin nhắn của chị Hồng Đào đâu. Ngày hôm nay em chưa check tin nhắn. Hôm nay bận quá từ sáng giờ chưa check tin nhắn chị ạ. Boy da rắn viền xích hàng super full book. Nếu mà không có hộp thì là bạn 420 ạ. Nếu mà lấy cả hộp là 460 chị nhá. Nếu mà lấy cả hộp là 460, em chỉ còn màu đỏ thôi. Em chỉ còn màu đỏ thôi, mọi người chia sẻ like nhá. Chia sẻ like để tham gia mini game mua túi 69k, từ từ đã. Chia sẻ like để tham gia mini game mua túi 69k nhá. Có thấy Ma La nhá. Chị Hồng Đào ơi, chị nhắn tin vào Facebook nào mà em không thấy nhỉ? Nhắn tin vào Facebook nào em chưa thấy? Mọi người chia sẻ like đi. Chiều nay sẽ chơi mini game bán túi 69k nhá. Chào Thư Hoàng, chào tất cả mọi người. Có thấy Kenny Thùy Dung nhá. À, cái này không có hàng nữa đâu chị Hồng Đào ạ. Giá của nó trên thị trường là 700.000. Còn một ít màu đỏ thôi, em sale lốt 460 full book. Còn không có hộp thì là sẽ là 420. Mọi người chia sẻ like đi để săn túi 369k nhá mọi người nhá. Lấy chị cái điêu màu đỏ đây. Điêu đá kìa. Còn một chiếc điều màu đỏ này em sale, em bán 69k nhá mọi người, chia sẻ like đi. Chị nào muốn săn em điều này với giá 69k không? Nào chia sẻ like để săn em điều này với giá 69k nhá. Rất là xinh luôn. Chị nào muốn săn điều giá 69k không ạ? Mọi người chia sẻ live stream nhá. Em ghim thể lệ tham gia mini game nhé. Có thấy Thu Hiên, có thấy Thu Hiên Lê nhá. Em ghim thể lệ này. Chào Linh Lam, chào Thảo Trương nhá. Chào tất cả mọi người chia sẻ like nhá. Mọi người chia sẻ like để tham gia mua túi 69k nhá.
chia sẻ livestream này ở chế độ công khai trên trang cá nhân 3 lần và sau đó là kết bạn theo dõi Facebook bên em để tham gia mua túi 69k nhá. Là hôm nay sẽ bán 10 suất 69k cho 10 chị may mắn nhất nhá. Chiều nay sẽ bán 10 suất 69k cho 10 chị may mắn nhất. Các chị chia sẻ like rực rỡ lên nhá. Chia sẻ mạnh lên. Đông đông vào xem một chút thì sẽ bắt đầu chơi nhá. Chia sẻ mạnh lên, đông đông người vào một chút thì sẽ bắt đầu chơi bắt đầu săn túi 69k nhá. Nào các chị ơi, chia sẻ like mạnh lên. Có thấy Luli Nguyễn nha. Chào chị Vân Văn Bích. Chào Lâm Thanh Thúy. Chào tất cả mọi người. Mọi người chia sẻ mạnh lên. Chia sẻ vào trang nhóm để view lên nhanh nhá. Chia sẻ vào trang nhóm để view lên nhanh. Chiều nay sẽ bán cực kỳ nhiều mặt hàng 69k dành cho các chị chia sẻ nhiều nhá. Chị nào mà chia sẻ nhiều, chia sẻ mạnh sẽ bán luôn. Không cần phải tham gia mini game nữa. Nào chị nào chia sẻ vào trang, vào nhóm nhiều nhất thì nhanh tay chia sẻ đi. Nhanh tay chia sẻ và comment số lượt lên trên đây để bên em check. Và sẽ tặng ghim luôn nhá. Có thấy vụn vỡ. Chào Thảo Trương. Lời cho khách à? Nào mọi người chia sẻ mạnh lên nhá. Ai chia sẻ được nhiều nhất vào trang, vào nhóm comment luôn ạ. Comment luôn lên trên này. Có thấy chị Ngọc Nguyễn. Để bên em ghim luôn nhá. Để bên em ghim luôn. Điều kiện tham gia mini game mua túi 69k bên em cực kỳ đơn giản thôi các chị nhá. Hết sức đơn giản thôi. Chia sẻ livestream này ạ. Ở chế độ công khai trên trang cá nhân 3 lần. Sau đó là kết bạn và theo dõi với Facebook bên em. Chị nào chia sẻ được nhiều trang và nhóm nhiều nhất thì nhanh tay chia sẻ đi. Để bên em ghim luôn nhá. Chào Nhung Ngô. 69k nha mọi người ơi. Chào Thỏ Con Nguyễn. Cái này còn một chiếc thôi, em để em bán 69k. Mọi người nhanh tay chia sẻ livestream này ở chế độ công khai đi. 69k nha mọi người nhá. 69k. Ai muốn săn túi bên em thì nhanh tay chia sẻ nhá. Của Liễu á? Của ai? Ở trong túi bóng. Nào chia sẻ mạnh lên ạ. Chia sẻ mạnh lên để săn túi 69k bên em nhá. Chia sẻ mạnh lên để săn túi 69k bên em. Chị nào mà chia sẻ được vào trang vào nhóm nhiều thì nhanh tay chia sẻ vào trang vào nhóm đi. Chia sẻ thật nhiều vào để em ghim luôn nhá. Chị nào chia sẻ được nhiều nhất là em sẽ ghim luôn ạ. Bán luôn một sản phẩm 69k nhá. Bán luôn một sản phẩm 69k cho các chị. Chị nào chia sẻ nhiều nhất là bên em sẽ ghim luôn. Ngày nào cũng vậy các chị nhá. Ngày nào cũng vậy. Có iPad Lam nhá. Có iPad Lam, chị nào chia sẻ nhiều thì nhanh tay comment đi để em ghim nhá. Chị nào chia sẻ nhiều thì nhanh tay comment đi để em ghim nhá. Chia sẻ thì các chị nhớ là phải chụp lại, chụp ảnh màn hình lại để cho bên em check nhá. Nào chia sẻ mạnh lên ạ. Chia sẻ mạnh lên. 69k nhá. Chị nào mà muốn mua 69k túi ví và ba lô 69k bên em thì chia sẻ mạnh lên nhá. Chia sẻ vào nhóm sẽ được ghim luôn ạ. Chị nào mà chia sẻ nhiều nhất vào trang vào nhóm thì sẽ được ghim luôn các chị nhá. Đeo cái này dài vào nhá. Chia sẻ vào trang vào nhóm ạ, nhiều nhất thì sẽ được ghim luôn các chị nhá. Các chị yêu ơi, nhớ là phải chia sẻ nhiệt tình nữa nhá. Nhớ là phải chia sẻ nhiệt tình lên để săn túi 69k bên em nhá. Để săn túi 69k bên em, điều kiện hết sức đơn giản thôi. Chào Nguyễn Nhẹ. Mọi người chia sẻ rực rỡ lên để săn túi 69k bên em nhá. Chia sẻ rực rỡ lên, chia sẻ mạnh lên. Em thấy mọi người đang chia sẻ rất là mạnh và sẽ lên rất là nhanh thôi. Mọi người chia sẻ mạnh lên nhá, chia sẻ mạnh lên để săn nhá. Nào, chế nào mà chia sẻ vào trang vào nhóm nhiều nhất thì chia sẻ đi ạ. Vũ Thị Quỳnh Nga ơi, xưởng nhà em là Kiên Vinh chị nhá. Kho túi Kiên Vinh ạ. Nhà em là kho túi Kiên Vinh, chuyên bán xỉ số lượng lớn và nhận đặt hàng theo yêu cầu các chế nhá. Nào các chế yêu ơi, chia sẻ rực rỡ lên ạ, chia sẻ rực rỡ lên để tham gia mua túi 69k nhá. Không được bạn ơi, có thể theo dõi bên mình nhá. Không kết bạn được thì theo dõi Facebook bên mình là được nhá. Mọi người ơi, chia sẻ mạnh lên nào, chia sẻ mạnh lên để tham gia mini game ạ. Chị Nguyệt Phan,
À, ok chị Nguyệt Phan ơi, lần này bên em đổi cái chỗ gửi rồi nên là gửi hàng nó sẽ nhanh hơn. Nhanh hơn là bưu điện. Lần này bên em chuyển sang gửi Viettel Post, nó nhanh hơn là của bưu điện các chế nhá. Nào chia sẻ ạ. Chia sẻ rực rỡ lên để tham gia mua túi ví 69k bên em nhá. Để tham gia mua túi 69k bên em cực kỳ là đơn giản thôi các chị nhá. Chỉ cần chia sẻ livestream này ở chế độ công khai trên trang cá nhân 3 lần và sau đó là kết bạn và theo dõi Facebook bên em nhá. Mọi người chọn vào cái chế độ xem trước nhá. Chị Nguyễn Nhẹ ơi, gửi cho chị Nguyễn Nhẹ rồi nhá. Gửi cho chị Nguyễn Nhẹ rồi. Có ví cầm tay đính đá nhá, bên em có ví cầm tay đính đá nhá các chế nhá. Chia sẻ ạ, chia sẻ rực rỡ lên. Chia sẻ rực rỡ lên, chị nào mà chia sẻ nhiều nhất thì em sẽ ghim luôn. Chị nào mà chia sẻ nhiều nhất thì bên em sẽ ghim luôn nhé các chế nhá. Có đeo chéo thì đeo ba lô làm gì. Nào các chế ơi, các chế ơi, các chế chia sẻ rực rỡ lên chưa ạ? Chia sẻ rực rỡ lên để tham gia mua túi ví và ba lô bên em giá 69k nhá. Nào mọi người ơi, lên view đi ạ, lên view đi. Mọi người nhớ là phải ở lại trong live và không được thoát ra nhá. Chia sẻ và ở lại trong live thì mới có thể tham gia mini game được nhá. Nếu mà mọi người mà thoát ra là em Gim không có mặt ở đây thì sẽ không được tham gia mini game mua túi 69k đâu ạ. Có túi mang 2 giây không chị? Túi 2 giây là túi gì nhỉ? Online nhỉ? Nào mọi người chia sẻ mạnh lên nào. Còn ai ba lô có dáng khác? Có dáng khác bạn nhé. Mọi người chia sẻ mạnh lên ạ. Chia sẻ mạnh lên để tham gia mini game mua túi 69k bên em nhá. Chị Vũ Quỳnh Nga, nhà em sản xuất rất là nhiều hàng Việt. Nhà em sản xuất rất là nhiều hàng Việt, chị có thể nhìn này. Sản xuất rất là nhiều hàng Việt luôn nhá. Mọi người ơi, chia sẻ livestream cho em rực rỡ đi. Chị Nga ơi, lấy xỉ thì cứ liên hệ với bên em đi. Bên em sản xuất rất là nhiều hàng xưởng nhá. Đó, hàng Quảng Châu nhà em cũng rất là nhiều. Nói chung là nhà em có cả túi hàng xưởng và hàng Quảng Châu. Xỉ ở trong khu vực các đại lý ở phía trong thì lấy hàng xưởng nhiều hơn là hàng Quảng Châu nhá. Xỉ ở trong các cái khu vực đại lý ở phía trong thì lấy hàng xưởng nhiều hơn hàng Quảng Châu. Chị lấy xỉ chị cứ inbox hoặc là gọi vào hotline bên em ý. Sẽ có người hướng dẫn cho chị cách lấy xỉ nhá. Mọi người ơi chia sẻ livestream nhá. Có túi dành cho người trung tuổi nhá Nguyễn Hường nhá. Có túi dành cho người trung tuổi. Để tham gia mini game ạ, mua túi 69k bên em thì mọi người ơi, điều kiện tham gia mini game 69.000 bên em này. Chia sẻ livestream này 3 lần ở trên trang cá nhân ạ. Sau đó là kết bạn theo dõi Facebook của bên em để tham gia mini game nhá. Bạn ơi lấy xỉ thì gọi vào hotline cho bên mình nhá. Gọi vào hotline hoặc là nhắn tin bên mình sẽ hướng dẫn bạn cách lấy xỉ nhá. Làm các chế ơi, chia sẻ rực rỡ lên ạ, chia sẻ rực rỡ lên nhá, chia sẻ rực rỡ lên để tham gia mini game mua túi 69k bên em nhá. Nghe luôn. Alo ạ. Lão chế nào muốn săn túi 69k bên em thì nhanh tay ạ, nhanh tay chia sẻ đi. Kéo view lên đông đông người vào xem một chút thì sẽ bắt đầu chơi nhá. Ok, bạn ơi bạn cứ inbox đi, lát nữa mình kết thúc live mình sẽ trả lời nhá. Lát nữa mình kết thúc live mình sẽ trả lời. Mọi người chia sẻ rực rỡ lên, chia sẻ mạnh lên. Đông đông người vào xem một chút thì sẽ bắt đầu nhá. Đông đông người xem một chút thì sẽ bán 69.000 nhá. Nào chế nào chia sẻ nhiều nhất thì nhanh tay comment số lượt chia sẻ đi để em ghi nhá. Mọi người chờ em một phút nhá. Sao cái số điện thoại hả? Rồi em ghi cái số điện thoại này bên em nhá. Em ghi số điện thoại này. Máy của chị đâu? Là em sẽ ghim nhá. Có thấy link Zomote 69k nhá các chị nhá. 69k chị các chế ơi. Kho từ Tiên Linh. Số điện thoại bên em này. Số điện thoại bên em này. Nào chế nào mà chia sẻ nhiều nhất thì nhanh tay chia sẻ đi. Sao cái máy này nó cứ bị kiểu đầy cái gì ấy nhỉ? 69k nhá mọi người nhá, 69k. Chế nào muốn tham gia mini game mua hàng 69k bên em thì nhanh tay chia sẻ đi. Lại tụi lên đằng sau đi. Chán em hoa trà hiện tại đang hết sạch hàng rồi chị Hà Quỳnh ơi, không còn một chiếc nào nữa. Không còn cái chán em hoa trà nào nữa à?
Bảo Hường mang cái Chanel hoa trà vừa cầm ở trong kia vào đây. Ra đây để ấy, bởi vì mai hàng về rồi, cầm cho chị ra đây nhé. Đừng quá vội. Bỏ ở đây. Nào mọi người ơi, sao view hôm nay lên nhạt nhẽo thế nhỉ? View hôm nay lên nhạt nhẽo thế, mọi người chia sẻ mạnh lên nào. Chia sẻ mạnh lên. Không. Người xem như thế này thì ít người xem như thế này thì không không chơi mini game được rồi. Lao chế nào ạ? Ai cũng mua với giá 69. Chỉ duy nhất một người thôi nha mọi người nha, chỉ duy nhất một người thôi, không phải là ai cũng mua với giá 69 nha. Là có lên được view không mọi người, có chia sẻ có kéo được view lên không? Để em sale giá 69 nhá. Mọi người chia sẻ mạnh lên một chút nhá. Chia sẻ mạnh lên một chút. Lâm Thanh Thủy bán đi. Ít người xem quá. Ít người xem quá. Có ba lô nhỏ nhá, Phùng Thị Thanh Hằng nhá. Điều kiện tham gia mini game là mọi người chia sẻ livestream này ở chế độ công khai 3 lần trên trang cá nhân nhá. Và sau đó là kết bạn theo dõi Facebook bên em nhé. Kết bạn và theo dõi Facebook bên em. Lát nữa view lên em sẽ bán cho mọi người một mã hàng 69k nhé. Lát nữa view lên em sẽ bán 10 suất quà dành cho 10 chị may mắn nhất. Lên 500 view em sẽ bán 10 suất 69k dành cho 10 chị may mắn nhất các chị nhé. Nhớ là phải ở lại trong này ạ. Lát một lát nữa thôi. View lên em sẽ bán cho 10 chị may mắn nhất nhé. Mọi người nhớ là đừng thoát ra khỏi like nhá. Có không ghi cái số điện thoại của cái bao Lam Định này đi à? Với cả cái bọc hàng giáp bát bỏ ra gửi chưa? Đệ tứ rồi em nhỉ? Không, giáp bát gửi xe buýt. Đây khoan cho em ghi cái số điện thoại vào cả. Này ghi số điện thoại vào. Nhanh lên. Mọi người nhá, nhớ là ở lại trong live ạ. Lát nữa em sẽ bán 10 suất 69.000 dành cho 10 chị may mắn nhất. Mọi người đừng có thoát ra. Thoát ra là sẽ không được ghim đâu các chị nhá. Thoát ra là sẽ không được ghim đâu ạ. Chế nào mà thoát ra là em là không được mua với 69k là đừng có bảo là tham gia bao nhiêu lâu mà không được mua sau không được trúng quà bên em nhé. Hôm nay em sẽ bán 10 suất luôn các chị nhá. Ngày hôm nay em sẽ bán 10 suất luôn nên các chị nhớ là không được thoát ra khỏi like. Chị nào mà thoát ra khỏi like là em không chịu trách nhiệm đâu. Bây giờ em sale hàng đã. Một lát nữa em sẽ bán 10 suất dành cho 10 chị may mắn nhất nha. Dành cho 10 chị may mắn nhất. Bây giờ em sẽ sale hàng nha. Ở lại đây em sẽ bán bất chợt ạ. Ở lại like em sẽ bán bất chợt 69k cho 10 chị nhá. 69k cho 10 chị. Nào em sale mã đầu tiên là vì đá này. Cái này còn ít thôi, còn duy nhất một màu bạc này thôi. Em sẽ sale giá 230.000 miễn ship các chị nhá. Em sẽ sale giá 230.000 miễn ship các chị nhớ là ở lại trong này. Lát nữa em sẽ bán bất chợt các chị nhá. Lát nữa em sẽ bán bất chợt luôn ạ. Vì đá da mềm màu đen người trung tuổi. Ok chị Nguyễn Hương ơi chờ em một tí nha. Có thấy chị Thư Hoàng ví đá bạc này 230. Cái này còn chỉ còn duy nhất màu bạc thôi nên là em sẽ sale giá gốc 230.000, không có lãi các chị nhá. Sale giá này là sale giá gốc 230.000 bởi vì bình thường giá của nó là 280.000 và ngày hôm nay chỉ còn đúng duy nhất một màu bạc này thôi. Em sẽ sale lốt giá 230.000 ạ. Miễn phí ship các chị nhá. 230.000 miễn phí ship cho các chị luôn ạ. Chị nào lấy cái này comment cho em ví đá bạc cộng số điện thoại nhá. Ví đá bạc cộng số điện thoại ạ. Có thấy Trương Thùy Diệu Nhi, có thấy Lê Thì Anh nhá, có thấy Hoa Híp Híp nhá, thấy tất cả mọi người luôn. Có thấy chị Phương Nguyễn, có ba lô nhá các chế nhá, có ba lô. Mọi người đừng comment, lát nữa em sẽ bán 69k 10 suất luôn nhá. Có dây đeo nhá chị Hoài Phương nhá. Cái này là hàng Quảng Châu cao cấp. Chất liệu da rất là đẹp luôn. Còn một ít màu bạc thôi em sẽ sale lốt 230.000. Có thấy Lộc Hường, đây là dây đeo của nó, dây cầm tay và dây đeo chéo. Bên trong đây ạ. Bên trong đây nhá, có thấy Xuân Mùa này, có thấy Hiên Nguyễn, có thấy Yến Nhi nhá. Nào, mọi người đừng comment 69k nữa em sẽ bán bất chợt nhá. Mọi người đừng comment 69k nữa em sẽ bán bất chợt thôi. Thế nên là mọi người đừng comment.
Em sẽ sale hàng và thỉnh thoảng em sẽ bán 69k nhá. Nào mọi người ơi, có thấy nhóc còi ạ? Đây ạ, đây là bên trong ví nhá, rất là nhiều ngăn, mọi người có thể nhìn thấy ạ, hàng Quảng Châu cao cấp, rất là đẹp luôn. Chế nào lấy cái này thì comment cho em này. Ví đá bạc cộng số điện thoại nhá. Ví đá bạc cộng số điện thoại để chốt đơn hàng này nhá mọi người. Còn túi điện thoại nhá chị Thảo Vi, quần áo trẻ em ơi. Còn túi điện thoại. Nào có chị nào yêu mẫu này không ạ? Rất là xinh luôn. Có thấy Mai Đông nhá. Mã hàng 114 nhá, còn túi điện thoại nhá. Còn túi điện thoại có thấy cuộc đời. Mọi người chia sẻ like rực rỡ lên nhá. Mọi người chia sẻ like rực rỡ lên. Lát nữa em sẽ bán bất chợt thôi, nên là nhớ là đừng có thoát ra. Thoát ra là mất quyền lợi. Em không túi màu bạc, sale 230 miễn ship nhá chị Tiến Phan nhá. Túi màu bạc em sale 230.000 miễn ship. Chị nào lấy cái ví đá bạc đấy comment cho em ví đá bạc cộng số điện thoại. Có thấy Lợi Triệu nhá. Có thấy Tiến Phan. Cái này là ví Valentino hàng cao cấp full book nha mọi người. Cái này là ví Valentino hàng cao cấp full book, mã hàng 114. Giá của nó là 250.000 ạ, miễn phí ship. Cái hàng này là hàng cao cấp nha mọi người, lót của nó hoàn toàn bằng da này. Rất là đẹp luôn ạ. Đính đá ở bên ngoài có nha chị Thúy Nga nhá. Có nhá, đây em cho mọi người xem bên trong này. Lót của nó hoàn toàn 100% là bằng da bụng của bò, rất là đẹp luôn. Loại cao cấp, in ấn dập khắc logo từ trong ra ngoài luôn nhá. Các chị đặt hàng để lại cho em cú pháp mã hàng cộng màu cộng số điện thoại nhá. Có thấy Ngọc Thanh, có túi sách lớn nhá chị Thảo Phương, em có túi sách lớn. Mã hàng đầu tiên em sale này, có quai đeo chéo và quai cầm tay nhá mọi người. Có quai đeo chéo và quai cầm tay, giá là 250.000 ạ, miễn phí ship toàn quốc. 250.000 miễn phí ship toàn quốc các chị nhé. Cái này là ví Valentino này, đủ màu luôn. Mọi người chờ em một tí, em sẽ lấy màu ra cho mọi người xem. Rất là xinh luôn. Một là màu trắng các chị nhé, một là màu trắng này, cực kỳ đẹp luôn này. Full book nha mọi người nha. Hàng full book ạ. Hai là màu rêu, có thấy hết hạn sử dụng nha. Hai là màu rêu ạ. Giá của nó là 250.000, miễn phí ship toàn quốc. Mã hàng 114 ạ. Mã hàng 114, 250.000 miễn phí ship màu đỏ này các chị này. Màu đỏ. Cái này là hàng full book loại cao cấp ạ. Hàng full hộp hàng cao cấp nhá các chị nhá. Màu bò này, rất là xinh luôn. Và màu đen nhá các chị nhá. Màu đen này, đó, rất là đẹp luôn. Có thấy chị môi cố gắng ạ. Phụ kiện của nó đầy đủ ở bên trong hộp các chị nhá. Quai cầm tay và quai đeo chéo. Mã hàng 114 ạ. Giá sale chỉ còn 250.000 thôi, miễn phí ship toàn quốc, hàng full book loại cao cấp nha. Chắc chắn là bao giá cho các chị toàn quốc rồi nhá. Chắc chắn là giá rẻ toàn quốc luôn. Bống Bang ơi, mình ở làng nghề túi Phú Xuyên và nhà mình chuyên bán xỉ số lượng lớn nhá Bống Bang nha. Chị nào lấy mã này thì comment cho em này. Mã hàng 114 cộng màu cộng số điện thoại. Mã hàng 114 cộng màu cộng số điện thoại, dáng rất là đẹp luôn, mọi người có thể nhìn thấy này. Đen, đỏ, bò, rêu và trắng nhá. Đủ màu luôn các chị nhá. 250.000 ạ, miễn phí ship toàn quốc. Mã hàng 114. Chốt đơn cho chị Ngọc Nhóc Còi. Mã hàng 114 màu đỏ. Chào chị Hoàng Hôn Tím. Màu bò này cũng rất là đẹp luôn nhá các chị nhá. Màu bò này cũng rất là đẹp. Chốt đơn chị Phương Hoài. Hoài Phương nhá. Đây là màu bò rất là xinh luôn ạ. Chất liệu da rất là đẹp. Có thấy Thảo Phương nhá. 250.000 thôi, miễn phí ship toàn quốc luôn nha các chị nhá. 250 miễn phí ship toàn quốc, cái này đẹp cực kỳ luôn ạ. Có thể xỏ tay và có thể cầm như thế này, rất là xinh luôn. Được kiểm tra hàng trước khi nhận nha Linh Nguyễn nhá. Được phép kiểm tra hàng trước khi nhận hàng. Đây ạ, rất là đẹp luôn. Đây là màu da bò này, rất là xinh. Hàng full book nha các chị nhá. Hàng full book này, rất là đẹp luôn. Màu đỏ này rất là trẻ trung này. Màu đỏ rất trẻ trung. Còn chị nào lấy mã hàng 114 nữa không ạ? Còn chị nào lấy mã hàng 114 nữa không, comment luôn cho em này. 114 cộng màu cộng số điện thoại nhá. Màu sắc cực kỳ đẹp luôn và chất liệu da rất là dày nhá. Em chỉ lấy cái này thôi nhé chị. Rồi ok Phương Hoài Phương ơi. Màu trắng này cũng rất là sang luôn này. Màu trắng này rất là sang luôn. Bên trong đây chị nhá. Bên trong đây ạ. In ấn dập khắc logo đầy đủ này. In ấn dập khắc logo đầy đủ. Giá 250.000 miễn ship nhá chị Mai Chi nhá. 250.000 ạ, miễn phí ship toàn quốc luôn.
Đó, rất là xinh luôn, hàng cao cấp nhá. Chốt đơn chỉ Phạm Ti, mã hàng 114 màu đỏ nhá. Rất là đẹp luôn. Lót hoàn toàn bằng da bụng của bò nhá. 100% là bằng da, không dính một tí vải hoặc là một tí ni lông nào ở trong ví đâu, nên là các chị yên tâm. Hàng cực kỳ cao cấp mà full book luôn ạ. Có cả màu rêu nhá các chị nhá. Có cả màu rêu này, rất là đẹp luôn. Các chị có thể nhìn thấy cái hàng cao cấp nó không giống như là cái hàng hàng của mình, bởi vì hàng của mình chất liệu da bao giờ nó cũng kém hơn. Form dáng và màu sắc thì nó sẽ không được đẹp bằng hàng cao cấp các chị nhá. Mã hàng 114 còn chị nào lấy nữa không ạ? Mã hàng 114 còn chị nào lấy nữa không, em qua mã nhá. Em qua mã luôn nhá. Một đứa đậy lắp hộp giúp hộ chị cái này luôn cho nó gọn vào, không để bẩn hàng mất. Em qua mã luôn, mã hàng 123 này. Mã hàng 123 này là cờ lút cầm tay trà neo, cờ lút cầm tay gu xì nhá. Có gu xì nhỏ yêu ơi, chờ mình một tí. Gu xì lát nữa mình sẽ sale nhá. Mã hàng 123. Mã hàng 123 giá là 150.000 miễn phí ship các chị nhá. Phong Việt ơi chờ mình một tí nhá. Cho đơn chị Hiếu xinh đẹp, mã hàng 114. Chị ơi comment màu giúp em nhá. Mã hàng này là mã hàng 123, cờ lút cầm tay hoặc là kèm dây đeo chéo gu xì, hàng Quảng Châu, chất liệu da hột cao cấp nhá. Giá của nó là 150.000 ạ, miễn phí vận chuyển các chị nhá. Giá của nó là 150.000, miễn phí ship toàn quốc các trẻ ơi. Cờ lút cầm tay gu xì ạ. Versailles đính đá thì không có đâu chị Lâm Hằng ơi, chỉ có Versailles trơn thôi. Đính đá nó chỉ có dòng Valentino thôi mọi người nhá. Mã hàng 123, giá của nó là 150.000 thôi, miễn phí ship toàn quốc nha các chị nhá. Miễn phí ship toàn quốc. Ok Thảo Vi ơi, chờ em một tí ạ. Chờ em một tí. Ok chị Hiếu xinh đẹp. Em ơi em chốt cho chị Hiếu màu xanh rêu để ý vào. Họ có lấy chị mấy cái túi điện thoại ra đây không? Túi điện thoại điều đính đá ấy. Ok Linh Nguyễn ơi chờ mình một tí nha. Cái này size 26cm nha chị Thận Lâm Thanh Thúy nhá. Size 26cm, chất liệu da hột cực kỳ đẹp luôn. Gồm có 5 màu nha các chế nha. Một là màu hồng em đang đeo này, dây có lớp chỉnh ngắn dài thoải mái luôn. Hai là màu đỏ, ba là màu đen, mã hàng 123. Bốn là màu rêu, mã hàng 123. Và năm là màu tím, mã hàng 123. Chị Phương Lê Thị ơi, chị lấy mã hàng nào ạ? Comment cho em mã hàng nhá. Chị Văn Văn Bích ơi, chị đừng comment cái mặt như thế. Chị comment vài lần nữa là nó bị spam, là chị không comment được nữa đâu ạ. Là chị không tham gia được mini game đâu. Có màu xanh nhá chị My Lộc Hoàng nhá. Mã hàng 123. Các chị yêu ơi chia sẻ livestream cho em ạ. Lát nữa em sẽ bán túi 69k nhá các chế nhá. 150.000 miễn phí ship nhá các chị ơi. 150.000 ạ, miễn phí ship toàn quốc luôn. Rất là đẹp luôn nha các chị. Cái này hàng Quảng Châu cao cấp, chất liệu da hột rất là mềm luôn nhá. Chất liệu da hết sức mềm, có dây đeo chéo này. Mã hàng 123, cộng màu cộng số điện thoại để chốt đơn nhá. Đây là bên trong túi ạ, có hai ngăn khóa riêng biệt. Các chị có nhìn thấy không ạ? Hai ngăn khóa riêng biệt rất là tiện lợi. Đây là dây đeo chéo và dây cầm tay của nó ạ. Lấy cái màu đen. Comment cho em mã hàng 123, cộng màu cộng số điện thoại. Chị Thùy Trang trần cho em một tí nha. Mã hàng 123 cộng màu cộng số điện thoại nha. Cái này là ví gu xì đeo chéo ạ. Ví gu xì cầm tay kèm dây đeo chéo, giá là 150.000, miễn phí ship toàn quốc. Các chị có thể nhìn thấy form ví này, rất đẹp luôn, hàng Quảng Châu nha. Mã hàng 123 cộng màu cộng số điện thoại để chốt đơn nha. Chốt đơn cho chị Ngọc Cúc Nguyễn Thị, mã hàng 123 màu rêu ạ. Chị Phương Lê Thị ơi comment cho em mã hàng 123 cộng màu cộng số điện thoại nhá. Chốt đơn chị Tình Đầu Lơi Đâu, mã hàng 123 màu tím ạ. Rất là đẹp luôn, chỉ có 150.000 thôi. Miễn phí ship toàn quốc luôn nha các chị nhá. Miễn phí ship toàn quốc luôn, rất là xinh luôn. Gu xì chờ em một tí nhá chị nhỏ nhá. Chị nhỏ yêu nhá. Màu rêu này, màu đen này các chị này, màu đỏ ạ, đủ màu luôn. Màu tím và màu hồng nhá. Rất là xinh luôn, vừa cầm tay và vừa đeo chéo được mà giá chỉ có 150.000 thôi. Miễn ship luôn các chị nhá. Không phải trả phí vận chuyển đâu ạ. Bên em sẽ miễn ship dành cho các chị đã chia sẻ livestream nhá. Có trà nail classic nhá chị Phương Phương ơi. Em có trà nail classic. Hiện tại là đang còn size to thôi, size nhỏ ngày mai ngày kia sẽ về. Một hai hôm nữa sẽ về nhá. Còn chị nào lấy mã hàng 123 nữa không ạ? Giá chỉ có 150.000 thôi ạ. Miễn phí ship luôn nhá. Giá là 150 miễn phí ship các chị nhá. Có dây đeo chéo rất là xinh luôn. Chị nào lấy comment cho em ạ. Mã hàng 123 cộng màu cộng số điện thoại nhá. Để em qua mã, cái này chỉ còn hai màu này thôi à. Cái size 26 đấy là cực kỳ to rồi chị nhá. Size 26 đấy là cực kỳ to. Chị Phương Phương xem cái gì comment comment giúp em nhá. Cái này là Huyền Eo Vì các chị nhá. Cái này của em, bên em là hàng Super VIP, lót hoàn toàn bằng nhung này.
cả hai size em đều sale với giá là 550.000 nhá. Cái dòng hến này dùng thì rất là sang luôn, có ổ khóa và lót hoàn toàn bằng nhung. Mã hàng T78 nhé, cho đơn chị My Lộc Hoàng, mã hàng 123 màu rêu ạ. Mã hàng T78 này, ví LV, hến LV Super VIP các chị nhé, size 25 và size 30. Giá của nó là đều là 550.000 miễn phí ship các chị nhé, 550.000 ạ, miễn phí ship. Ok chị Phương Lê Thị, đây ạ, rất là xinh luôn. Chị nào mà to cao thì mới lấy size to thôi nhé. Mã 123 là 150.000 nhé chị Lê Vân nhé. Cho đơn chị Hoàn Lê Thị, mã hàng 123 màu đỏ. Đây là dòng hến LV Super VIP nhé. Nó đầy đủ sổ thẻ và lót hoàn toàn bằng nhung, có ổ khóa nhé. Chị nào lấy cái này thì comment cho em mã hàng T78 ạ. Mã hàng T78 lót của nó hoàn toàn bằng nhung này các chị này. Kèm túi vải của hãng này, thẻ cạc này. Có dây đeo chéo nhá. Có dây đeo chéo nhá các chị. Đây là bên trong ạ, lót 100% bằng nhung. Đây là bên trong của túi. Mã hàng T78, giá của nó là 550.000. Chị nào vừa hỏi thì làm để ý kỹ giúp em nha. Size nhỏ và size lớn thì đều bằng giá nhau. Chị nào lấy thì comment giúp em T78 cộng số điện thoại nhá, nhỏ hoặc to nhá. Cái dòng hến này là nó có hai khóa kéo ở hai bên các chị nhá, có hai khóa kéo luôn. Mã hàng T78 này thì rất là sang luôn, bởi vì là nó là hàng Super VIP, nó không phải là các cái hàng rẻ rẻ kia nên là nó sẽ đắt hơn nhá mọi người. Còn chị nào lấy mã hàng 123 nữa không, comment cho em mã hàng 123 cộng màu cộng số điện thoại nhá. Cái này còn ít à? Vâng, có mất một đỏ thôi ạ, hồng hết rồi. Chị Trần Thị Thùy Linh cho comment cho bên em số điện thoại đi ạ. Chị comment cho bên em số điện thoại đi thì bên em mới chốt được đơn chị nhá. Mọi người chia sẻ livestream này để được miễn phí ship, và lát nữa em sẽ bán lát nữa em sẽ bán kỷ niệm mọi người một mã hàng 69k nhá. Cái này là giá của nó là 150.000 miễn phí ship nhá. 150.000 ạ, miễn phí ship toàn quốc luôn. Cái này là túi đựng điện thoại ạ. Túi đựng điện thoại Dio nhá. Túi đựng điện thoại Dio gửi bao nhiêu hôm thì nhận được. Chị Bùi Huệ ơi, chị địa chỉ ở đâu ạ? Boy đá đằng sau của em là 350.000. Chị Dương Minh ơi, chờ em một lát, lát nữa em sẽ like cái boy đá đấy. Túi điện thoại Dio này, chị nào lấy cái này comment cho em là điện thoại Dio ạ. Túi điện thoại, chị nào lấy cái này thì comment cho em là túi điện thoại nhá. Giá của nó là 150.000 miễn phí ship nhá. Hàng này rất là đẹp luôn, có dây đeo chéo này, lạm đá ở bên ngoài rất là đẹp. Lót của nó là lót đỏ hoàn toàn các chị nhá. Lót ở bên trong là lót đỏ. Em đeo cho mọi người xem nhá. Màu hồng còn một cái à? Vâng. Màu hồng em còn một cái mà em chỉ còn màu đỏ nữa các chế nhá. Chị Oanh Đặng Hoàng ơi, hôm nay em gửi chị Oanh Đặng Hoàng nhá. Màu hồng này em còn một chiếc này các chị này. Cái này màu hồng em còn một chiếc. Em đang hết hàng mất rồi chị Thảo Vi ạ. Em đang hết mất hàng rồi. Màu hồng này còn một chiếc này. Túi điện thoại, cái này chị nào lấy comment cho em là túi điện thoại cộng số điện thoại nhá. Túi điện thoại Dio này. Để em xem là trong này nó có mã không. Chị Lâm Thanh Thủy ơi, mua hai cái không giảm giá đâu ạ. Giá của nó chỉ có 150.000 thôi, miễn phí ship luôn nhá các chế nhá. Cái này em còn rất là ít thôi, chị nào lấy thì comment luôn cho em này. Comment luôn giúp em là 235 cộng số điện thoại nhá. Mã hàng 235 cộng số điện thoại ạ. Giá của nó là 150.000 miễn phí ship toàn quốc, em còn rất là ít thôi. Nên là chị nào lấy comment nhanh cho em nhá. Giá chỉ có 150.000 thôi, miễn ship nhá các chị nhá. Túi điện thoại Dio mã hàng 235 ạ. Mã hàng 235 cộng số điện thoại. Mã hàng 235 cộng số điện thoại cho em để chốt đơn nha mọi người nha. Chị Môi Cổ Dạng Gắng ơi, comment cho em mã hàng 235 cộng số điện thoại để chốt đơn nhá. Cái này đeo lên rất là xinh đấy ạ. Ở bên ngoài có lạm đá này, dáng rất là xinh, mọi người có thể nhìn rõ luôn. Mọi người có thể nhìn rõ luôn. Ok, chốt đơn chị Môi Cổ Gắng mã hàng 235. Em còn rất là ít thôi nên là chị nào lấy thì comment nhanh cho em. Chốt đơn Lâm Thanh Thùy mã hàng 235. Chà neo bôi đá nhá. Quảng Linh thì tầm khoảng 3 đến 4 ngày là nhận được hàng nhá. Chậm nhất là 4 ngày. Thật ra là túi điện thoại hàng cao cấp thì em không nhập bởi vì giá nó cao mọi người. Mọi người thường là chọn các cái hàng tầm trung trung thôi.
giá của cái túi điện thoại hàng cao cấp nó sẽ cao lên này em. Chỉ bán số lượng thôi chị Thảo Vi ạ. Bán số lượng thôi mà lấy các cái hàng đấy về chắc chắn là sẽ không bán được. Nhà em là chuyên bán xỉ, nhập mỗi lần số lượng nó cũng phải tầm khoảng 100 chiếc. Không thể nào mà nhập lẻ tẻ được, bởi vì là em đặt thẳng từ xưởng ở bên Quảng Châu về. Nên là nó sẽ giá nó sẽ rẻ hơn, nhưng mà các cái loại hàng cao cấp đấy giá nó cao hơn nên là bán không được nhiều số lượng. Boi đá này mọi người này, boi đá của bên em giá là 350.000 miễn ship các chị nhá. Boi đá mã T18 ạ. Boi đá mã T18 350.000 miễn phí ship. Cái này hàng của nhà em đá dày đẹp luôn nhá. Đá dày đẹp và sáng này, mọi người có thể nhìn rõ. Đá rất là sáng, hai mặt luôn nhá. Đá của nó là hai mặt. Chất liệu da rất là đẹp này. Mọi người có thể nhìn thấy này, chất liệu da của nó rất là đẹp. Mã hàng T18 nhá. T18 giá là 350.000 miễn ship các chị nhá. 350.000 ạ, miễn ship. Cái này hàng cực kỳ đẹp luôn. Lót của nó hoàn toàn bằng da nhá. Size 25cm nhá Kenny Thùy Dung nhá. Size 25cm. Hàng chuẩn thì bao giờ ở bên trong này có ngăn khóa các chị nhá. Rất là đẹp luôn. Giá chỉ có 350 thôi, miễn phí ship. Đầy đủ thẻ cứng của hãng luôn nhá. Size 20 giá là 330 nhá cô chủ nhỏ nhá. Đó, cái này là size 25cm. Hàng rất là chuẩn luôn, mọi người có thể nhìn thấy. In ấn dập khắc logo Chanel đầy đủ này, từ trong ra ngoài luôn, rất là đẹp. Đá của em nó cực kỳ bền và cực kỳ sáng nhá, không lưa thưa đâu ạ. Đó, cho em túi màu tím 150. Ok chị Bùi Huệ nhá. Có Chanel nhựa nhà em nhiều lắm chị ạ. Chị nào lấy boi đá này không, comment cho em mã hàng T18 cộng số điện thoại nhá. Chị nào lấy boi đá này thì comment cho em này, T18 cộng số điện thoại. Cái boi đá này đeo lên dáng rất là yêu đấy ạ. Boi đá này đeo lên rất là xinh. Bán lúc nào cũng chạy luôn. Cái dòng boi đá này nó chưa bao giờ hết hot nhá. Là cái túi gì hả chị? Cái ví đây. Ví Gucci đây. Ví Gucci đây. À, lát nữa em sẽ bán túi 69k các chị nhớ. Các chị nhớ là đừng có thoát ra, chị nào mà thoát ra là không mua được hàng 69k bên em đâu. Boy màu rêu. Boy màu rêu là boy viền xích nha bạn nha. Nhỏ yêu hỏi xem cái gì đây. Chanel Classic size 30cm nha mọi người ơi. Hiện tại thì là chỉ sẵn size 30 thôi. Bởi vì là size hay các cái size nhỏ là hiện tại đang hết hàng. Tầm khoảng 2 hôm nữa mới có hàng nha. Không ạ, em sẽ không bán trước mà ngày nào cũng vậy. Các chị theo dõi like của em là các chị biết. Cuối like lúc nào em cũng bán hàng rất là rẻ cho các chị. Bán lỗ vốn luôn. Chị nào mà không... Chị nào mà thoát ra là sẽ không mua được đâu. Các chị theo dõi like của em là các chị biết rồi. Cuối like ngày hôm nào em cũng bán em cũng bán cho các chị giá cực kỳ rẻ. Nguyễn Diệu em nhận được hàng rồi, hàng đẹp, cảm ơn chị Nguyễn Diệu nha. Mọi người chia sẻ live stream cho em đi, chia sẻ live stream cho em đi. Nói chung là mua hàng của bên em thì mọi người yên tâm, đảm bảo với mọi người là hàng đẹp luôn nhá. Đảm bảo với mọi người là hàng đẹp luôn, không bán hàng linh tinh cho mọi người đâu. Chanel Classic size 30cm này. Chanel Classic size 30cm, chuẩn hàng F1A kèm miếng da test thử mọi người nhé. Kèm miếng da test thử này gồm có hai màu, màu đen và màu đỏ. Cái này là mã hàng T10 ạ. Mã hàng T10 giá của nó là 430.000 miễn phí ship nhé. 430.000 ạ, miễn phí ship luôn. Chị nào lấy comment cho em này, T10 cộng màu cộng số điện thoại nhé. T10 đen và T10 đỏ, 430.000 nhé chị nhé. 430.000 ạ, miễn phí ship. Cái này hàng F1A, da của nó rất là mềm và đẹp luôn. Chờ mình một tí nhá nhỏ yêu nhá. Đây ạ, kèm miếng da test thử này. Các chị có thể đốt thử da này mà nó sẽ không bị cháy nhá. Đốt thử cái da này của nó sẽ không bị cháy đâu, bởi vì nó là 100% da dê rồi. Rất mềm và rất đẹp luôn. Giá là 450 nhá. Em sẽ ghim trực tiếp giá luôn. Mã 235 màu đỏ. Rồi ok chị nhá.
Ok chị Phạm Huế, comment cho em số điện thoại đi, em mới chốt được đơn nhá. Comment cho em T10 đen cộng số điện thoại. Em sẽ ghim luôn giá lên lên đây nhá. T10 này, giá 450 miễn ship này, mã hàng T10. Chị nào lấy comment giúp em mã hàng T10 cộng màu cộng số điện thoại. Chị Phạm Huế comment cho bên em ạ. Cảm ơn chị Nguyệt Phan. quên nhầm, 430.000 miễn ship các chị nhé. 430.000 miễn ship mã hàng T10. Sỉ Nguyễn Dung ơi, sỉ inbox cho bên mình nhé. Nhà mình thì chuyên sỉ số lượng lớn rồi, bao giá toàn quốc luôn. Đây là hàng nhà mình đóng đi cho sỉ. Nói chung là ngày nào cũng vậy thôi mọi người nhé. Ngày nào cũng vậy thôi, đóng đi cho sỉ các đại lý rất là nhiều, nên là mọi người yên tâm. Em bán giá cực kỳ rẻ mà hàng rất là chuẩn luôn, nên là đừng có lo bên em, mua bên em không có, không có chuyện bị lừa đâu các chế nhá. Còn chị nào lấy T10 nữa không ạ? Cái này dùng rất là sang luôn này. Form này thì nó cũng dễ dùng thôi ạ. Nó to to như vậy, nhưng mà các chị tầm 45 cân trở lên là dùng được rồi. Các chị tầm 45 cân trở lên là dùng được rồi nhá. Cái này nó rất là nhiều ngăn. Bên ngoài này nó cũng có một ngăn này, bên trong này nó cũng có ngăn nữa, cực kỳ nhiều ngăn luôn. Đó, các chị để đồ thoải mái luôn, lót đỏ hoàn toàn bằng da luôn nhé. In ấn dập khắc logo và thẻ cứng, sổ thẻ của hãng đầy đủ luôn nha. Đây là bên trong túi á, lót đỏ hoàn toàn luôn. Còn chị nào lấy T10 nữa không comment cho em T10 cộng màu cộng số điện thoại nha. Màu đỏ và màu đen rất là xinh luôn. Cái dòng trà leo này thì dùng không bao giờ hết mốt các chị nhé. Dòng Chanel này dùng không bao giờ hết mốt ạ. 430.000 miễn ship nha chị Sam Nguyễn nha. 430.000 ạ, miễn phí ship toàn quốc. Có thấy Linh Nguyễn nha. Còn hai chiếc Chanel Boy màu rêu, cái này là hàng super sale khóa đồng nhá. À rồi ok, chờ mình một tí, lốt cái mã này mình sẽ sang Gucci nhá. Ngắt để ngắt lên đấy cho chị một cái Gucci này màu rêu xuống đây ngắt. Ở chỗ nào chị? Cái thùng hàng mới về hôm qua đấy. Cái Gucci nhỏ nhỏ này này, màu rêu nhá. Em còn một hai chiếc Chanel Boy hàng super sale này khóa đồng này. Em sale lốt các chị nhá, còn hai chiếc này thôi. Màu rêu thì chị nào lấy comment cho em là boy rêu. Boy rêu chắc là còn một chiếc này thôi. Sale lốt giá 300.000 miễn ship nhá. Em sale lốt 300.000 miễn ship. Ok Trâm Nhi chờ mình một tí. Em còn một chiếc này thôi, em sale lốt giá 300, chị nào lấy comment cho em là boy rêu cộng số điện thoại. Boy rêu cộng số điện thoại nhá. Còn một chiếc này thôi, sale lốt giá 300.000 miễn ship. Chốt đơn cho chị Mimosa cái này luôn. Em còn có mỗi một chiếc này thôi, em cho comment luôn đây. Chốt đơn cho chị đấy nhá. Chanel hoa trà mã hàng T36 nhá. Chanel hoa trà mã hàng T36 á. Giá của nó là 300.000 miễn phí ship. Cái này của nhà em hàng chuẩn F1A rất là đẹp luôn. Giá là 300.000 miễn phí ship nhá. Chị nào lấy Chanel hoa trà này comment cho em là T36 cộng số điện thoại nhá. Chị Thúy Vi ơi, chờ em một tí nhá. Chị nào lấy mã hàng T36 này comment cho em này. T36 cộng số điện thoại. Đây là Chanel hoa trà. Cái dòng này là chuẩn hàng F1A nhá, rất là đẹp luôn. Điều Ngọc Trai em còn mỗi màu đen thôi chị ơi. Còn đúng duy nhất màu đen thôi. Mã hàng T36 này 300.000 miễn ship. Chị nào lấy cái này ạ, comment cho em mã hàng T36 cộng số điện thoại. Ok chị Thúy Vi nhá, mã hàng T36 này 300.000 miễn phí ship. Bên trong chào Suki Trần, lót hoàn toàn bằng da. Mình đang lấy màu Gucci xuống đây, mọi người chờ một tí nhá. Đây ạ, mã hàng T36 em chốt cái boy rêu cho cái chị ở trên đi. Chốt boy rêu cho chị ở trên đi em ơi. Mimosa boy màu rêu xem cái đó. Cảm ơn chị Nguyệt Phan nhá. Cái này hàng cực kỳ đẹp luôn ạ. Cái này là hàng cực kỳ đẹp luôn. Giá chỉ có 300.000 thôi, miễn phí ship luôn các chị nha. In ấn dập khắc logo Chanel đầy đủ. Mà nói chung là hoa của nhà em nó đẹp và chất da nó rất là xinh.
Nên là các chị mua cái này với giá 300.000 không bao giờ lo hớ đâu các chị nhá. Không bao giờ lo hớ đâu bởi vì nó rất là đẹp luôn. Chờ em một tí nha. Chị nhỏ yêu ơi, chị nhìn xem cái quầy hàng của nhà em, cái kho hàng của nhà em nó nhiều hàng như thế này. Thì phải đợi cho nhà em, để nhà em đi lấy màu thì mới cho chị xem được chứ. Hàng nhà em để tận trên kho có phải ngay ở dưới này là có đâu. Nên là muốn lấy mẫu gì nhà em cũng phải chờ từ từ để em lấy ra cho nó đủ màu chị nhá. Chốt đơn chị Thu Hoài mã hàng T36 nhá. Còn chị nào lấy T36 nữa không? 300.000 thôi, miễn phí ship luôn, túi hết sức đẹp luôn mọi người nhá. Gu xì này. Túi sách loại to à chị Thảo Vi, quần áo ơi. Chị Thảo Vi ơi, hiện tại thì túi sách to nó có các cái mẫu mà các cái like trước em cũng like rồi đấy. Chốt đơn chị Ngọc Cúc Nguyễn Thị mã hàng T36. Đây là em thu dây ngắn lại nhá. Chị Phương Hoài, Hoài Phương ơi, gộp đơn comment giúp em là gộp đơn nhá. Đây là dây em thu ngắn lại này, thả dài ra này. Cái này các chị cao dùng thoải mái luôn. Cái này cao các chị dùng thoải mái luôn. LV chờ em một tí nhá. Đây ạ. Đây, em thả dây dài ra này, đeo rất là xinh luôn. Gu xì giá là 206 miễn ship nhá. Chốt đơn chị Chi Lê mã hàng T36 nhá. Cái gu xì này là mã bao nhiêu nhỉ? Mã hàng 125 nhá. Mã hàng 125. Ok, chị Phương Hoài Phương, để em đeo thu ngắn cái dây này lại cho các chị xem nhé. Thu ngắn dây này. Cái này của bên em nó là chuẩn hàng super sale nhá. Da của nó rất dày và đầm tay. LV của em là hàng 550 nhá chị Hương Việt nhá. Đây ạ, thu ngắn dây này đeo rất là xinh luôn các chị nhá. Đeo rất là xinh và rất là sang luôn. Gucci này là hàng super sale. Chất liệu da của nó rất dày, cầm rất là nặng nhá. Size 18 thôi nhưng mà cầm lên nó phải nặng bằng các cái túi size 25 ạ. Size 18 thôi nhưng mà cầm lên nó phải nặng bằng các cái túi size 24, 25 luôn. Chất liệu da của nó rất là dày. Lót của nó hoàn toàn bằng nhung nhá. In ấn dập khắc logo tang mác đầy đủ các chị nhá. Tang mác đầy đủ ạ. Đây là bên trong của túi, mọi người có thể nhìn rõ luôn. Đó, rất là xinh luôn nha. Lót hoàn toàn bằng nhung luôn mà nó cực kỳ mềm nhá mọi người. Cực kỳ mềm luôn ạ. 260.000 miễn phí ship thôi, mã hàng 125. Chị nào lấy Gucci này comment cho em này. Mã hàng 125 cộng màu cộng số điện thoại nhá. Chị Hương Việt ơi, hến eo vì em quay rồi đấy ạ. Lát nữa em sẽ chờ em, nếu mà muốn xem lại thì lát nữa nhá. Cái Gucci này là mã hàng 125 nhá. Chị nào lấy Gucci này thì comment cho em này. 125 cộng màu cộng số điện thoại nhá. Mã hàng 125 cộng màu cộng số điện thoại, giá chỉ có 260.000 thôi. Giá này là đang được sale rất là mạnh luôn nha mọi người. Bởi vì trước của nó là 320.000 nhưng mà lô này về được một lô giá hết sức là mềm luôn, chỉ có 260 thôi. Gucci to hơn em hết sạch hàng rồi. Cái hàng 1.2 triệu đấy nó về được có mấy cái thì em bán hết luôn rồi chị Thu Hoài nhá. Đây ạ, cái này để điện thoại với cả tiền thoải mái luôn nhá, rất là xinh luôn. Màu đỏ này, màu kem nhá các chế nhá. Màu đỏ, màu kem. Cái này đẹp cực kỳ luôn, da của nó rất là mềm nhá. Màu hồng này. NV hến ô 260. 550.000 nhá chị Hương Việt nhá. Cái đấy là hàng super VIP, nó không phải là hàng thường. Nó không phải là hàng thường nhá chế nhá. Đây là màu rêu ạ. Màu rêu này, sọc đen trắng này. Màu bò này. Màu hồng này. Sáng em đặt cái chân em hoa trà thì đúng rồi chị Hiền Phạm ơi. Miễn phí ship nhá chị Hiền Phạm nhá, không tính phí ship đâu ạ. Hôm nay im hơi thế. Ok, LV trên kệ chờ em một tí nhá. Có thấy Lê Vui giao chung cái hồi sáng. Sáng nay của chị Lâm Thanh Thúy có đơn không em ơi? Có đơn mà. T36 size 26cm nha chị Ngọc Cúc nha. Ok, cho đơn cho hạ trắng 260 nha, hạ trắng nha. 260.000 miễn ship. Cái này là mã hàng 124 ạ. Mã hàng 124, ba lô chờ em một tí. Cái này là dòng hến cao cấp nhá, rất là đẹp luôn. Giá của nó là 320.000 miễn ship. 320.000 miễn phí ship nha mọi người ơi. Mã hàng 124 của Liễu Hà Đông đâu.
lấy hàng cho em, nó chờ cứ. Cháu lấy xong rồi đấy cô ạ. Cái hóa đơn đâu, bảng thắng mang cái hóa đơn của Liễu Hà Đông ra. Không được đâu, cô gọi cái này của cho em đấy. Chị đang bận nhá, tí nữa chị gọi lại nhá. Mã hàng 124 này cô cứ bỏ ra ngoài đi, tí nữa cháu bảo chúng nó đóng cho sáng mai mới gửi mà. Bên trong đây nhá mọi người, rất là nhiều ngăn này. Cực kỳ tiện lợi nhá, có quay đeo chéo, cái dáng này đeo lên cực kỳ xinh luôn. Giá là 320.000 miễn ship. Em chuẩn bị bàn ví đây. Cartoon đang hết hàng nhá. Cartoon hiện tại là hết hàng lâu lâu rồi chưa có hàng về. Thắng ơi, Thắng, Thắng ơi, mã hàng 124 này. Cảm ơn Lilu rất là nhiều nhé. Không biết là Lilu mua hàng của nhà mình bao giờ chưa, nhưng mà nói chung là mua hàng của bên shop mình thì mọi người cứ yên tâm, đừng lo bị lừa. Mã hàng 124 này, màu trắng này mọi người này, màu trắng này, quai đỏ này và màu đen, 320.000 miễn phí ship. Cái này dáng đẹp cực kỳ luôn và rất là sang nhá, rất là sang luôn ạ. Có quai đeo chéo. Hát này đứng lên gọi Thắng lấy hóa đơn ấy ra đây. Mã hàng 125 là 260.000 nhá chị Hạ Trắng nhá, 260.000. Đây chị có thể xem lại giúp em nhanh nhanh để em còn tua qua nhanh. Đây 260.000 miễn ship nhá chị Hạ Trắng nhá. Rất là xinh luôn. Có thấy chị Hoàng Nhật Vi nhá. Cảm ơn chị Thảo Vi nhá. À thế hả? À, không nhận ra Lilu luôn. Nó đâu rồi? Bảo ra lấy hóa đơn đưa cho cô, thanh toán tiền để cho cô về. Chị nào lấy dáng hến này không ạ? Dáng hến này rất là xinh luôn này. Màu đen, màu trắng và quai đỏ nhá. T36 size 26cm nhá. Cái này nó không có một màu đâu chị Phở Bò ơi. Cái này nó không có một màu đâu. Đây của em về một lô này là lô kẻ nhá. Trừ tiền cái ấy đi. Thiếu cái gì đấy phải không? 260 là mã 125 chị ạ. Mã 125 nhé chị Nguyệt Phan ơi. Cái gu xì đấy đeo cực kỳ xinh luôn. Không có thiếu gì thì đưa hóa đơn cho. Đúng rồi. Ở không, chỉ có một cái đấy thôi mà. À hóa đơn đấy, mày nhìn xem hóa đơn của mấy cái. Ừ thế hai cái thì mày kiểm đi, đủ hai cái thì thôi. Đưa hóa đơn cho cô. Cô bảo lần sau nó chuyển khoản cho cháu thôi, cô không phải đi mất cả công cô ơi. Nghĩa là nó lần nào nó cũng đi bắt cô đi lấy lẻ lẻ cái ấy đấy thì nó đi sang lấy một trẻ thì là gửi bảo cho con. Gửi xong đây xong cháu đóng cho. Nhưng mà ăn đây Thắng. Còn bọc cái kia. Mã vừa rồi là mã 125 giá 320 mã 124 giá 320.000 nhá chị Linh Nguyễn nhá. Chanel Boy nhá mọi người ơi. Sale sang cái mẫu Chanel Boy này. Chanel Boy size 25 và size 20. Rất là đẹp luôn. Cái này giá là 300.000 nhá. Hàng của bên em là hàng loại 1, mọi người có thể nhìn thấy form dáng này. Cảm ơn chị Kiều Thúy. Cái hàng hến kẻ này nó sẽ chất liệu da nó mềm mà đẹp cực kỳ luôn ý ạ. Cái này là Chanel Boy để đeo lên rất là xinh luôn nhá. Phương Loan Phạm. Phương Loan Phạm hôm qua đi rồi đúng không? Chị Phương Loan Phạm, Phạm ơi nếu mà chị đã gửi cho bên em địa chỉ rồi ạ, là hàng đã đi rồi chị nhá. Chị gửi cho bên em địa chỉ là bên em đã cho hàng đi rồi ạ. Đây ạ, Chanel Boy này, đeo lên rất là sang luôn các chị có thể thấy. Đeo được dài và đeo được ngắn luôn nhá. Rất là xinh luôn. Đẹp cực kỳ mà giá chỉ có 300.000 thôi. Miễn phí ship nha mọi người. Mã hàng T17 nhá. Mã hàng T17 này 300.000 miễn phí ship. Chị nào lấy comment cho em T17 cộng số điện thoại nha. Anh Thư ơi, chị ở làng nghề túi Phú Xuyên nhá. Nhà mình chuyên bán xỉ số lượng lớn. Đây ạ, mã hàng T17. Giá của nó chỉ có 300.000 thôi. Miễn phí ship toàn quốc luôn nha mọi người. Đây là khóa đồng này. Và quan trọng là cái hàng chuẩn thì bao giờ xích của nó cũng là xích to. Đeo lâu là không bị ngả màu. Cho đơn chị Ngọc Lan hến kẻ trắng đen nhá. Đây là bên trong ạ, khóa của nó rất là nhạy nhá. Khóa của nó rất là nhạy luôn, cực kỳ thích luôn. Không, đây ạ, bên trong này, lót hoàn toàn bằng da. Nói chung là cái hàng này của bên em nó là hàng loại 1 của rất là đẹp luôn. In ấn sổ dập khắc logo đầy đủ nhá. Thẻ cứng hàng chuẩn của nó thì bao giờ nó cũng có hàng
có thẻ cứng này, bên trong này. Mã hàng T17 nhá. Giá là 300.000 mỹ xích. Cái dòng trà neo này thì đeo nó cực kỳ là sang mà nó chẳng bao giờ mất mốt cả. Riêng các cái dòng trà neo này em thấy nó rất là thịnh hành mà đeo không bao giờ mất mốt, lúc nào nhìn nó cũng sang cũng xinh luôn nhá. Đeo lúc nào nó cũng sang cũng xinh luôn này. Có cả size nhỏ nhá mọi người ơi. Có cả size nhỏ. Đúng rồi, size 20 và size 25 nhá mọi người. Size 20 và size 25. Size 20 là 208, còn size 25 là 300.000 ạ. Size 20 là 208 và size 25 là 300.000. Đều miễn phí ship nhá các chị nhá. Đều miễn phí ship mã hàng T17. Mã hàng T17 nhá. Rất là đẹp luôn. Chị nào lấy cái này comment cho em này, T17 nhỏ to. À, chị nhớ giúp em là màu đen kẻ trắng nhỏ. Chị Ngọc Lan comment cho em là rồi, ok em nhớ rồi, đen. Em ơi. Bác Kiếm. Em ơi. Em ghi của chị Ngọc Lan là hến ấy vào. Em ghi rồi. Hến đen nào, hến kẻ đen vào. 4.750.000. Cô đưa cháu 4.730.000 thôi. 4.750.000. À không. Thế thì cô phải giả đủ cho cháu 4.750.000 bởi vì cháu trả tiền xe ôm cho em. Một bao là 171 này. Một bao 175. 346 cái à? Vâng. Một loại à? Vâng ạ, giải. Cái loại khó vuông kia chưa có à? Chưa, đang làm. Em bảo cắt 300 thôi mà sao nó lại dư ra 46 cái? Thế nhà anh bỏ mỗi thứ 350 mà. Nhà anh nó... Rồi thôi được rồi, nhưng mà cổ quá nhà em nó chật không có chỗ để ấy. Em bảo cứ cắt 301 thôi mà. Mã hàng T17 chị nào lấy không em đổi. Lấy T17 được nhá, nhóc còi nhá, đổi thoải mái luôn. Có thấy kim ngân trần. Có thấy kim ngân trần nhá. Size 20 là 208. Size 30 à, size 25 là 300.000, 208 và 300.000. Chốt đơn Ngọc Phương mã hàng T17 size 20. Lương Lũ ấy, hoa trà em sale rồi mà. Size 20 là 208 nhá. Size 25 là 300.000, quá rẻ thôi. Có 208 đến 300.000 một chiếc thôi. Cực kỳ xinh luôn nhá mọi người. Cực kỳ xinh luôn, quá đẹp luôn. Em ơi thiếu 300 rồi. Thế thì cô cứ về đi, lần sau nó giả đã được rồi. Bỏ thiếu 300 nhá. Đây là bao nhiêu ạ? 4.450.000 à? Không, 4.400.000. Thế thì là thiếu 350, cô cứ về đi, cháu nhắn tin cho nó xong. Đây là cái giấy này em mấy cho nó vứt cho nó. Đúng rồi, em cho nó. Bốn triệu tư cô ơi, thiếu 350, cô cứ về đi, cháu nhắn tin cho nó xong. Về chị. Đóng vào cô cái đấy vào cho má nhé. Chuyển đi thôi. Còn ai lấy T17 nữa không ạ? Cho đơn chị nhóc còi mã hàng T17 size 25 nhá. Còn chị nào lấy T17 comment cho em T17 cộng số điện thoại nhá. Nhỏ hoặc to để chốt đơn ạ. Em qua mã đây. Hai cái đấy là chưa trả tiền nữa nhá. Thế nó order mà lấy rồi, em cầm lên đặt cho chị, còn đến lúc chị lại mắng lại bảo. Lại hôn. Lại bảo thằng này không lấy mà nó cứ rất là chân tao. Lại hôn. Ví nhá mọi người ơi, ví này. Hả? Em còn một chiếc ví HM này, ví cái này còn hộp không? Rồi LV, theo yêu cầu của mọi người luôn LV nhá. Theo yêu cầu của mọi người luôn LV nhá. Ôi trời, mấy chị dặn em ship cái này mà em lại quên mất em chưa ship. Cái này mã hàng T25 này các chế này. Mã hàng T25 nhá, giá của nó là 750.000, miễn phí ship. Em không chơi 69 mà cuối live em sẽ bán 10 suất 69 nhá. Em không chơi mini game mà cuối live em sẽ bán thẳng 10 suất 69 cho 10 chị luôn. Nên là các chị đừng có thoát ra. Em sẽ kết thúc live rất là bất chợt thôi. Nên chị nào thoát ra không mua được 69 thì đừng có tiếc nhá. Mã hàng T25 này 750.000 miễn phí ship. Cái này là size nhỏ thôi các chị nhá. Size 22cm thôi. Rất là xinh luôn. Cái này là dòng Super VIP. Các cái hàng Super thường thì không bao giờ nó có cái khóa miệng ở đây đâu các chị nhá. Đây của em nó là hàng chuẩn, hàng VIP rồi nên là nó có khóa miệng. À bây giờ mới nhìn thấy comment của chị Trà Đắng này. Bây giờ em mới nhìn thấy comment của chị. Nãy giờ này em chưa nhìn thấy comment đâu.
Đây là bên trong của túi này. Cái này có quai đeo dài nha. Lót rất là đẹp luôn. Em lấy hoa trà cùng cây 17 có bốt không? Không chị Hiên Phạm nha. Bên em bàn cái giá đấy là của nhà em, đó là hàng chuẩn rồi các chị nhá. Đó, rất là xinh luôn, các chị nhớ là chờ đến cuối live. Cái túi em đang đeo. Cái này là 750.000 nhá chị Hoa Mộc Lan nhá. 750.000. Cái này là LV dáng vuông nhá. Da của nó mềm lắm ạ. Đây mọi người có thể nhìn thấy. Da của nó rất là mềm. Có thấy chị Mỹ Linh nhá. Chị nào lấy cái này comment cho em mã hàng T25 cộng số điện thoại. Các cái dòng trên thị trường bán chỉ tầm khoảng 400-500 quay về ạ. Cái lọ, cái đó da của nó không bao giờ được mềm như thế này, mà form của nó cũng không chuẩn. Nói chung là nó sẽ khác hoàn toàn luôn nhá. Khác từ trong ra ngoài luôn. Đây là bên trong này. Đó, có khóa kéo ở trên miệng luôn nhá. Cái này nó là hàng chuẩn nên là mọi người yên tâm, em bán rất là nhiều rồi. Từ trước đến nay em bán cái dòng LV chưa có một khách nào phản hồi không tốt về cái dòng túi LV của nhà em đâu ạ. 750.000 ạ. Chị Thịnh Phát Hòa nhá. Cái các thiết lợi của bên em giá của nó đều cao, không có dòng rẻ. Em không bán hàng F1 của LV đâu, bởi vì hàng F1 cái form dáng của nó không được đẹp, không được tốt cho lắm. Đây là của em là hàng VIP nhá các chị nhá. Dáng và cái chất liệu da của nó rất là ok. Mã hàng T25 các chị nhá. Cái dòng LV của nhà em chỉ có hàng chuẩn thôi, không có các loại F1 ạ. Chị Thu Trang ơi, nhân viên nhà em nhân viên nhà em có vài nhân viên thôi, còn lúc nào cũng phải như thế này, chẳng có bạn nào đeo được túi. Lúc nào cũng như thế này thì làm sao mà có người mẫu đeo túi được. Size đó là size 22 nhá chị Phạm Hoa nhá. Mọi người phải thông cảm giúp em, bởi vì nhà em là bán sỉ, em chỉ tranh thủ bán lẻ cho các chế thôi. Em chỉ tranh thủ bán lẻ cho các chế thôi nên là mọi người phải thông cảm cho em nhá. Cái đấy là size 22 nhé chị Phạm Hoa nhé. Size 22 em sale cái dòng LV nhỏ trước nhá. Cái này là mã hàng T20 nhá. Mã hàng T20 này. Chị cho em một túi. Ok, chốt đơn chị Vinh Nguyễn. Em chốt cho chị Vinh Nguyễn cái mã hàng T25 đi. Em ghi rõ luôn vào. Cái mẫu em đang cầm này cũng là 750.000 ạ, miễn phí ship. Hàng của nhà em nó là hàng VIP, em nhắc lại cho mọi người ạ. Em nhắc lại cho mọi người 25 mà chị. Rõ một chút. Cái túi vừa rồi là mã hàng T25 nhé chị Phạm Hoa nhé. T25. Đây là T20 này. T20. Bao giờ cái hàng VIP thì nó cũng sẽ chuẩn từ trong ra ngoài. Mọi người có thể nhìn cái form dáng thì mọi người biết ngay. Hàng F1 em nói thật, cái form nó méo mó, nó rất là xấu. Không bao giờ nó được form như thế này. Bên trong cái túi này không hề nhồi một cái gì nhá mọi người. Nhìn thấy da của nó này, đàn hồi rất là tốt luôn. Có nhá chị Kim Ngân Trần ơi, chờ em một tí, lát nữa em sẽ sale. Cái này thì nó cực kỳ đẹp luôn. Em bản thân em cũng đang dùng và em rất là thích. Chất liệu rất là đẹp và form dáng nó rất là chuẩn. Mã hàng T20 này. Lót hoàn toàn bằng nhung các chị nhá. Đây là màu đen này, màu đỏ đô. Cái này em chỉ còn mỗi màu từ 1 đến khoảng 2 chiếc thôi nhá. Mỗi màu chỉ còn từ 1 đến 2 chiếc thôi ạ. Màu đỏ tươi các chị này. Giá là 750 ạ, miễn phí ship các chị nhá. Giá là 750.000 miễn phí ship. Đây là màu bò. Lót hoàn toàn bằng nhung các chị nhá. Lót hoàn toàn bằng nhung, cái hàng VIP này dùng rất là sướng luôn. Da của nó rất mềm và đẹp. Cái form dáng của nó mình xách lên mình cũng thấy sang này, form dáng này cầm rất là đẹp luôn. Ok chị Kim Ngân Trần ơi, chờ em một tí em sale lốt mấy cái dòng LV này. Em cho chị xem cái túi của trung tuổi nhá. Đây ạ, rất là xinh luôn. Đây, bên trong này, lót hoàn toàn bằng nhung. Đây là phụ kiện quai của nó và cái này là trang trí nhá. Đây, rất là xinh, mọi người có thể nhìn rõ ở bên trong này, đẹp cực kỳ luôn. Da của nó bóp bẻ thoải mái luôn, như cái dòng LV này da của nó cực kỳ bền luôn. Boy xích. Boy xích lúc nào cũng có hàng mà. Thu Trang ơi, bạn muốn lấy boy xích màu gì? Boy xích nhà mình có hàng nhá. Đây, bên trong này, da bóp bẻ thoải mái luôn, chẳng bao giờ nó có tạo lớp nhăn ở trên đây cả. Độ đàn hồi của nó rất là lớn. 750 nhá các chị nhá. 750.000 ạ, miễn phí ship. Size to là 850. Cái này là mã hàng T20 size nhỏ. T20 ạ, 750.000 miễn phí ship nha. Chị nào lấy cái này comment cho em này. T20 cộng màu cộng số điện thoại. Mỗi màu chỉ còn 1-2 chiếc thôi. Nên là chị nào lấy thì comment nhanh giúp em. Đen, đỏ tươi, đỏ đô và màu bò nhá.
màu đen, màu đỏ tươi, màu đỏ đô và màu bò. Cái này hàng đẹp cực kỳ luôn ấy ạ. Mở ra là đã thích, mà nói chung là nhìn cái form dáng là đã sướng mắt rồi đấy ạ. Cái này là size 22 nhé chị Tuyền Châu nhé. Size 22cm. Có size 26cm là 850, mã hàng T21 các chị nhỉ. Mã hàng T21 ạ. Đây là mã hàng T21 này. 850.000 ạ. Mã hàng T21 850.000 một chiếc. Còn số lượng thì nó có rất là ít thôi. Các cái hàng này su mến nó chờ mình một tí nhá. Các cái hàng này thì nó không có số lượng nhiều như là các cái hàng kia đâu. Nên là mọi người lưu ý giúp em nhá. Đây, cái này mã hàng T21 ạ. T21 là 850 các chị nhá. 850.000. Mua hàng bên em chia sẻ like thì sẽ không mất phí ship các chị nhá. Chanel hoa trà là 300.000 miễn ship nữa chị Thúy Muộn nhá. Đây ạ. Cái này size 26 này, nó có ví đồng bộ luôn các chị nhá. Ví của nó ạ. Ví của nó là 450 và túi là 850. Chọn một bộ mã hàng T21 này ạ là 1.3 triệu các chị nhá. Một bộ này của nó là 1.3 triệu, mã hàng T20 thì không để vừa ví và mã hàng T21 ạ. Mã hàng T21 thì không T20 không để vừa ví các chị nhé. Các chị phải lấy size to thì mới để được ví các chị nhá. Lưu ý giúp em là cái ví của LV này nó phải đi với cả cái mã hàng T21. Chị Ngọc Phương ơi, chị lấy T21 màu gì ạ? Comment cho em màu nhá. Ví của nó là mã hàng T22. Chị Hoa Hải Đường. Chị ơi, mấy hôm nữa có hàng về em sẽ sale. Mấy hôm nữa có một mẫu ví cầm tay rất là đẹp luôn. Rồi ok chị ơi, chị có lấy ví đi kèm không ạ? Ví là 450 chị nhá. Ví là 450.000 và túi là 850.000 nhá. Chưa chị, vừa nhắn tin mua hàng có được miễn ship. Có được miễn ship nhá chị Hà Chi nhá. Có được miễn ship. Đây ạ, bên trong của ví này. Cái ví này em cũng đang dùng. Em đang dùng một bộ này màu bò các chị nhá. Em cũng đang dùng một bộ này màu bò, dùng rất là thích và sang luôn. Ví là 450 nhá chị Kiều Thùy nhá. Ví là 450.000 thôi, không mất phí vận chuyển đâu ạ. Em bán cái ví này bao rẻ nhất hành tinh rồi. Shop nào bán rẻ nhất cũng phải 600-700.000 rồi. Không có giá 450 em bán đâu. Nhà em là em bán số lượng, không phải là em bán mỗi ngày vài cái đâu. Nên là các chị yên tâm, một ngày em bán rất là nhiều sản phẩm luôn các chị nhá. Đây ạ, một bộ của nó là 1.3 triệu nhá. Ví 450 và túi 850. Dùng cái này thì cực kỳ sướng luôn nhá các chị nhá. Dùng cái này thì cực kỳ sướng luôn đấy ạ. Chất liệu của nó đẹp mà sang cực kỳ luôn. Cái dòng LV này nó là huyền thoại rồi. Đeo mãi mãi chẳng bao giờ nó mất mốt cả. Rất là xinh luôn. Đây là màu đen này các chị này. Form của nó thì rất là ok luôn. Form của nó rất là đẹp luôn. Chị Hoàng Nhật Vi ơi, hàng của bên em thì nói chung là chị nhìn cái lượng khách nhập xỉ nhà em là chị biết, nhà em toàn xỉ cho các đại lý và các shop phân phối thời trang ở trên 64 tỉnh thành, gần như là tỉnh thành nào nhà em cũng có đại lý và các shop thời trang nhập hàng. Nên là các chị yên tâm một điều là hàng của nhà em cực kỳ chuẩn. Em không có hàng, em khẳng định với các chị là em không có hàng các cái loại hàng fake đâu các chị nhá. Fake 2, fake 3 đâu. Nên là các chị yên tâm, hàng rất chuẩn luôn. Mã hàng 22 là ví nhá chị Hoàng Nhật Vi nhá. Lấy một bộ thì comment cho em là một bộ bò. Cách Ngọc Phương một bộ bò rồi ok chị nhá. Có màu bò này, màu đen, màu đỏ tươi và màu đỏ đô ạ. Còn rất là ít thôi. Mỗi màu chắc chỉ còn 1-2 cái thôi là. Ngọc Phương còn chưa chốt hôm qua, hôm sáng nay. Thế thì gộp đơn vào cho người ta. Chị Ngọc Phương ơi, sáng nay chị có đơn mà không thấy chị cho bên em địa chỉ. Bên em tí nữa nhân viên nhà em lấy địa chỉ, chị để ý giúp em nhá. Chị để ý giúp em này. Lấy bộ màu bò. Đây ạ, màu đỏ đô này. Chị Thanh Thủy ơi, màu đỏ đô này rất là đẹp luôn. Em thấy tuổi chị dùng cái màu đỏ đô hoặc là màu đen thì rất là đẹp. Chị Hoàng Nhật Vi một bộ bò ok. Em không biết, chắc là em hết bò rồi nhá. Chắc là em hết bò rồi, không còn hàng nữa đâu. T20. Ok chị Hằng Nguyễn ơi, chờ em một tí. Đây là màu đen này. Nó còn cái phụ kiện đeo ở bên ngoài này nhá các chị nhá. Có cái phụ kiện của nó đeo ở bên ngoài nữa. Form dáng này rất là đẹp, rất là xinh luôn. Còn chị nào chốt nữa không, comment luôn cho em. Mã hàng T21 nhá. Một bộ là 1.3 triệu, còn một túi không là 850 các chị nhá. Túi không là 850. Ok, cho đơn chị Phạm Hoa mã hàng T25. Có mẫu nhỏ xách tay nhà em rất là nhiều luôn.
Mẫu nhỏ xách tay nhà em cực kỳ nhiều luôn nha các chế nha. Ví là mã hàng T22 nhá. Ví là mã hàng T22, nó có màu đen và màu bò này. Ví là mã hàng T22. À, ok chị Cách Cách Ngọc Phương. Ok chị Thanh Thúy. À, chị Thanh Thúy ơi, comment số điện thoại đi cho nhân viên nhà em chốt đơn cho nhanh chị nhá. Comment được nhá chị Hoàng Nhật Vi ơi, em chốt cho hai chị rồi đấy ạ. À, ok chị Ngọc Phương. À, chốt cho chị Hoàng Nhật Vi một bộ rồi. Đây là ví LV này, mã hàng T22 các chị nhá. Mã hàng T22 là 450.000 miễn phí ship. À, có miễn ship nha chị Phạm Hoa nha. Em nói thật với các chị là em đang like mà các khách sỉ của em này, mọi người này, em đang like thôi mà bao nhiêu là khách sỉ nhắn tin cho em chốt đơn hàng mà. Thật sự là em rất là tranh thủ thời gian để lên like cho chị. Các chị nên là các chị thông cảm giúp em nhé. Có cái gì chị Thanh Thúy ơi, ví không có đỏ đô đâu ạ. Ví chỉ có đen và bò thôi. Ví chỉ có đen và bò thôi chị nhé. Mà còn ít lắm màu đen này, em không biết còn hàng hay không. Còn đúng duy nhất một bộ đen này thôi, chị lấy bộ đen nhé. Cả bộ và túi là 1.3 triệu nhé chị Lệ Hoa Nguyễn nhé. Cả bộ và túi là 1.3 triệu. Chị mua túi chống to mẫu như em đang cầm. À em hết hàng rồi ạ. Cái chống của LV này em hết hàng rồi. Về được một lô hàng VIP bởi vì em săn giá rẻ lắm. Nên là hàng nó hết rất là nhanh các chị nhé. Em săn hàng giá nó cực kỳ rẻ nên là hàng nó hết nhanh. Nên là các chị thông cảm. À, thỉnh thoảng mới có một lô vậy thôi để cho mình lấy chứ nó không hề có nhiều nhé. Mã hàng T22 này ví là 450, chị nào lấy không? Có đen và bò thôi. Đen thì như là còn một chiếc thôi. Chị nào lấy thì comment nhanh em chốt trước cho chị đấy nhé. Chị nào chốt trước thì nhanh comment nhanh em chốt cho chị trước. À, chị Thanh Thúy ơi, ví của nó không có màu đỏ đâu. Vậy lấy rồi ok chốt cho chị Thanh Thúy bộ màu đen nhá. Comment cho bên em nhân viên cái số điện thoại đi. Comment cho nhân viên bên em số điện thoại để chốt đơn nhá. Hôm qua chốt đơn cho chị nào cái chị Tuyết Dũng, em gửi hàng cho chị Tuyết Dũng chưa? Em ạ, chị Tuyết Dũng hôm qua chị lấy cái ví LV đỏ này này. Em chào chị Tuyết Dũng. À, không biết hôm qua nhân viên nhà em nó có thấy Phúc Hồng chốt Nguyễn. Rồi chị. Chốt rồi cái gì? Thế sao vẫn còn sót một cái này nhỉ? Có thấy Phúc Hồng Nguyễn nhà. Thu Trang lấy sỉ hay là gì bạn ơi? Bạn lấy sỉ hay là gì vậy? Ok chị Thanh Thúy này. Địa chỉ thì chắc là vẫn còn nhưng mà thôi nhân viên nhà em nó chốt qua điện thoại cho nó nhanh các chị nhá. Chốt qua điện thoại cho nó nhanh. Cái này mã hàng T38 này. Cái này mã hàng T38. Rất là đẹp luôn. Cái này nó cũng là LV các chị nhá. Cũng là LV. Rất là đẹp luôn, da này. Mềm mềm cực kỳ luôn và lót nhung luôn. T20 là cái gì nhỉ? T20 là size nhỏ, nó không khác gì T21 đâu ạ. Chị Thùy Trang Lê Nguyễn ơi, T một bộ bò. Để em kiểm kho xem nếu mà còn em sẽ chốt nhá. Em chị cứ comment số điện thoại đi, em sẽ báo nhân viên kiểm kho, nếu mà còn em sẽ chốt cho chị Thùy Trang Lê Nguyễn. Comment cho em số điện thoại đi. À Thu Trang. Đúng rồi, không nhớ được bởi vì là quá là nhiều khách. Một ngày quá nhiều khách, không thể nhớ nổi bao nhiêu khách sỉ, không nhớ hết luôn. Bữa mình có mua T38 giao cho mình chưa? Chị Helen Lê ơi, chị có mua T38, nếu mà chị gửi cho bên em địa chỉ rồi là bên em đã ship rồi chị nhá. Nếu gửi cho bên em địa chỉ thì bên em ship rồi. Các em đang cầm này T38 này, 350.000 miễn ship các chị nhá. 350.000 miễn ship. Em bán cái giá này em nói thật với các chị, lời cùng lắm là được 30.000 một cái. Cùng lắm là em lời của các chị được 30.000 một cái thế nào. Chính vì thế mà cái mong muốn của em là mọi người chia sẻ livestream giúp em nhé. Cái mong muốn của em là mọi người chia sẻ livestream giúp em để em bán sỉ thôi các chị ơi. Thật ra cái ví này các cái trang mạng bán giá thì nó tầm khoảng 550. Nhưng mà cái form và cái chất liệu da không bao giờ được bằng như của em bán luôn. Các chị có thể nhìn form này. Form của em bán chỉ có 350 thôi. So với hàng 550 của các shop khác bán thì mọi người cứ nhìn form là mọi người biết luôn. Đó. Được luôn các chị nhá. Được luôn ạ. Ok chị Thùy Trang Lê Nguyễn ơi, nếu mà chị lấy thì cứ ghi số điện thoại em sẽ báo nhân viên chốt cho chị nhá. Có dây đeo dài này mọi người này. Có dây đeo dài. Cái dây này mình chỉnh được thoải mái luôn, để em chỉnh ngắn lại một chút. Màu bò nhá mọi người nhá. Mã hàng T38 này. Mã hàng T38 lót hoàn toàn bằng nhung, hàng VIP đẹp cực kỳ luôn nhá. Đeo cái này nó vừa nhẹ nhàng và nó vừa sang. Chị nào lấy cái này comment cho em T38 cộng số điện thoại, nó chỉ còn vài cái nữa thôi các chị nhá.
Chỉ còn vài cái nữa thôi, chị nào lấy thì comment nhanh. 350.000 thôi ạ, miễn ship luôn. T38 đổi T36. Ok chị Ngọc Cúc Nguyễn Thị ạ, đổi T38 lấy T36. Ok. Đây đeo lên rất là nhẹ nhàng và rất là sang này, các chị có thể nhìn thấy. HM Candy em chỉ còn mấy màu thôi chị Su Su ơi, HM Candy em còn rất là ít màu thôi. À, cảm ơn chị Trần Văn Duyên, chị nhận cái túi này, nói chung là cái túi này đẹp cực kỳ luôn, không có điểm gì để chê đâu ạ. Các chị nhá, cái túi này của bên em không có một điểm gì để chê, nên là mọi người cứ yên tâm, mua hàng đi, nhận hàng đi, kiểm tra thoải mái đi, hàng rất là chuẩn, không bao giờ phải lo đâu. Đây khóa của túi này rất là chắc chắn. Bên trong thì lót của nó hoàn toàn bằng nhung luôn các chị nhá. Lót hoàn toàn bằng nhung cao cấp luôn. Đây ạ. Đẹp cực kỳ luôn. Boy đá 350 nhá Trần Thị Ngọc Quý nhá. Ngọc Thúy ơi boy đá 350. Mình chỉ còn các cái màu nó hơi bị hồng hồng một chút. Công chúa nhỏ ơi comment cho bên em số điện thoại ạ. Ok chị Ngọc Cúc Nguyễn Thị, em đổi cho chị Ngọc Cúc Nguyễn Thị, đổi cái 36 lấy T38 đi. Đổi cho chị T36 lấy T38. Có một chiếc màu đỏ này thôi. Có một chiếc màu đỏ này thôi, giá là 350.000. Em bán cái giá này ạ, em đảm bảo trên thị trường chẳng ai bán được cái giá này đâu. Nên là mọi người yên tâm, không phải lăn tăn về giá đâu. Hàng em bán mọi người ơi, không bao giờ phải lăn tăn luôn ạ. T38 ạ. 350.000 miễn phí ship chị Su Su ơi, chờ em một tí nhá. 350.000 miễn phí ship, em chỉ còn vài chiếc nữa thôi, chị nào lấy comment luôn. T38 cộng số điện thoại nhá. T38 cộng số điện thoại. Một chiếc đen, một chiếc đỏ và hai chiếc bò. Một chiếc đen, một chiếc đỏ và hai chiếc bò các chị nhá. 350.000 thôi, miễn ship toàn quốc luôn. Nhớ là phải chia sẻ livestream cho em ạ. Cái này size 22, size 23 nhé chị Hằng Nguyễn ơi. Size 23cm đeo nhẹ nhàng mà sang đẹp cực kỳ luôn nhé. Đeo nhẹ nhàng mà hết sức sang luôn ạ. Hết sức sang, mọi người có thể nhìn thấy cái dòng này ạ. Trên thị trường rất là chuộng luôn nhé. Size 23 nhé chị ơi. Chị Hằng Nguyễn ơi size 23. Ok chị Ngọc Cúc Nguyễn Thị T38 màu bò. Đẹp cực kỳ luôn đấy ạ. Đeo vai cũng rất là xinh. Cái này tuổi nào cũng dùng được các chị nhé. Già trẻ đều dùng được hết, nó phù hợp hết luôn. Phù hợp hết luôn các chị nhé. Hôm nào cũng 350.000 nhé. Từ đầu đến giờ chưa bao giờ không phải là giá 350. Cái mẫu này từ đầu đến giờ chưa bao giờ không phải là giá 350 các chị nhé. Lúc nào cũng vậy ạ. Lúc nào cũng là 350.000 miễn ship các chị yêu nha. Chị Thúy Vi ơi comment cho bên em số điện thoại, bên em mới chốt được đơn nhé. Ok chị Tươi Đoàn, T21 màu đột bò là 850 nhỉ chị Tươi Đoàn nhá. Size to 850, chắc em không chắc chắn là có hàng đâu. Em không dám chắc là có hàng đâu, nhưng mà thôi em cứ chốt đi. Nếu mà còn thì em sẽ gửi. Hương ơi, cái này còn hàng màu bò không? To này này. Còn nhưng mà khoảng 4-5 cái thôi. À Vì Lam. Ok Kim Ngân Trần ơi, mình sẽ tư vấn cho Kim Ngân Trần một chiếc túi của người lớn tuổi này. Kim Ngân Trần ơi, nếu như mà bạn nào mua tặng mẹ thì bạn lấy cái mẫu này cũng rất là đẹp luôn nhá. Nếu mà bạn mua tặng mẹ thì bạn lấy cái mẫu này cũng rất là xinh luôn. Cảm ơn chị Ngọc Cúc Nguyễn Thị nhé. Mọi người cứ tham khảo giá thoải mái đi em bán. Nói chung là rất là chuẩn rồi nên là yên tâm. Đây ạ. Nếu mà bạn Ngọc Cúc Nguyễn Thị mà lấy cái này thì cho người lớn tuổi là dùng cũng rất là ok nhé. Giá của nó là đâu nhỉ? Mã hàng 118 này giá là 300.000 miễn ship nhé. Em có ba lô nhé chị Lavender nhé. Cái mẫu này là 300.000 miễn phí ship. Dòng này là hàng công sở Quảng Châu nhé các chị ơi. Hàng Quảng Châu cao cấp. Chị Tuyết Dũng LV em vừa cầm. Rồi ok, chờ em một tí, em còn một chiếc đấy thôi. Nhưng mà em thấy chị Tuyết Dũng mà người mà đậm đậm người là dùng cái LV đấy là không dùng được đâu ạ. Bạn ơi, nếu bạn mua cho mẹ thì lấy cái công sở này nhá. Bởi vì là nó rất là nhiều ngăn, rất là tiện dụng này, để đồ thoải mái. Có ngăn khóa kéo ở trên miệng mà chất liệu da của nó rất là mềm luôn. Gửi cặp điện thoại cho chị là
Mạng villa. Đúng rồi chị Hương Nguyễn ơi, chị gửi cho em cái mạng villa nhá. Bởi vì là mấy cái số Viettel này em dùng trả sau nên là không gửi tất cả được bằng cái số Viettel đâu. Cái này là 300.000 mã hàng 118 nhé chị ơi. Nếu mà chị mua cho người nhiều tuổi một chút thì là mình lấy cái dòng này. Nó màu sắc của nó rất là ok mà dáng của nó rất là mềm. Em còn một vài dáng nữa. Chờ em một chút để em lấy cho chị xem nhá. Su su mến mà lại có màu đỏ su su mến nhá. Mã vừa rồi có màu đỏ. HM Kenny em còn các cái màu còn màu hồng sen và màu hồng nhạt thôi. Nhận hàng mới thanh toán tiền các chị nhá. Nhận hàng mới thanh toán tiền. Cái này là 300.000 các chị nhá. 300.000 mã hàng 118 ạ. Mã hàng 118, đen đỏ và tím các chị nhá. Đen đỏ và tím này, đen đỏ và tím, 300.000 một chiếc. Rất là nhiều ngăn và hàng cực kỳ mềm nhá. Giá chỉ có 300.000 thôi. Miễn phí ship luôn các chị nhá. Da của nó rất là mềm đẹp ạ. Mã hàng 118 ạ, 300.000 miễn phí ship. Các chị lấy thì comment cho em mã hàng 118 cộng màu cộng số điện thoại. Cái này dáng đẹp luôn ạ. Cái này dáng đẹp luôn các chị nhá. Trung trung tuổi dùng cái này rất là xinh. Có, cuối livestream em sẽ bán 69.000 cho mọi người. Ngày nào cũng có quà cho mọi người luôn nên là ok su su em chỉ còn hai màu thôi. Hậu ơi lấy chị cái hồng cánh sen với cả hồng kem cái HM Kenny xuống đây. Em chỉ còn có hai màu thôi, em sale rẻ lốt cho mọi người. Đây. Màu đen màu đỏ nhá, mã hàng 118. 300.000 miễn phí ship. Cái này là dòng cao cấp các chị nhá. Cái này là dòng cao cấp. Chiếc tím này em cũng còn một hai chiếc nữa thôi này. Chị Kim chim cánh cụt ơi comment cho bên em số điện thoại bên em mới chốt được đơn chị nhá. Đây là màu tím này, rất là đẹp luôn. Gì đấy Hương ơi? Rất là xinh luôn nha các chị nhá. Đó, chỉ có 300.000 thôi. Em này, đứng lên tóc một cái này cho chị. Đúng là gọn. Vừa rồi có chị hỏi Huyền LV nhưng mà em chưa cho xem lại được. Thì bây giờ em cho xem lại cái mã hàng Huyền LV này nhá. Huyền LV giá là 550 miễn ship các chị nhá. Huyền LV là 550 miễn ship. Cái dòng này là 100% lót nhung rất là đẹp luôn. Đây chị nào đậm người thì là dùng size to, còn chị nào mà nhỏ người thì dùng size nhỏ nhá. Đây ạ, rất là xinh luôn. Chị nào đậm người thì dùng size to và chị nào nhỏ người thì dùng size nhỏ. Đây là Hến LV hàng super vip. Tuổi cái này thì dòng LV Hến này thì em cười nó xấu lên em không dám cười nhiều chị Tuyết Dũng ạ, không được tươi như chị đâu. Nên là không dám cười nhiều bởi vì cười nhiều sợ mọi người chê xấu. Em có túi Dior nhá chị vốt ta trần nhá. Đây là bên trong túi này, lót nhung hoàn toàn luôn nhá mọi người. 100% lót nhung luôn bên trong này. Đó, có một ngăn khóa. Cái này em chả nhớ là mã hàng bao nhiêu nữa. Mã hàng T78 nhá. T78 to và nhỏ em đều sale bằng giá luôn, 550.000 miễn ship. Giá bao rẻ toàn quốc luôn rồi, các chị cứ đi check giá thoải mái. Cái dòng này các shop bán giá, shop nào bán rẻ nhất cũng phải trên 800 rồi. Được nhá chị Kim Ngân Trần nhá. Cái vừa rồi màu đen thì 55 tuổi dùng rất là ok luôn. Đây ạ. Hến to và hến nhỏ, túi to để đồ du lịch đi. Ok Trần Ngân ơi chờ chị một tí nhá. Sao? Em gọi mấy bạn ở trong ra bạn ấy lấy hàng cho. HM Kenny này chị nào vừa hỏi HM Kenny thì em chỉ còn đúng hai màu này thôi. Em chỉ còn đúng hai màu thôi, màu hồng nhạt và màu hồng cánh sen. Sale rẻ, sale lỗ lốt luôn. Sale cái giá này là lỗ luôn nha mọi người, 280.000 miễn phí ship. 280 miễn phí ship. Em có nhắn tin cho chị nếu còn bộ màu bò. Ok chị Trang Lê Nguyễn ơi cứ nhắn tin đi, xong là lát nữa em kết thúc live em sẽ tranh thủ check game check tin nhắn của chị. Em hết hàng rồi còn một chiếc thôi chị Hải Thái Hằng ơi chờ em một tí. Chị nào vừa hỏi HM Kenny thì em sale lốt 280 miễn ship nhá. Cái hàng này đẹp cực kỳ luôn, lốt của nó hoàn toàn bằng da luôn nhá.
Lót của nó hoàn toàn bằng da luôn, in ấn dập khắc logo đầy đủ các chị nhá. In ấn dập khắc logo đầy đủ. Nói chung là hàng này form rất là đẹp, mọi người nhìn qua này. Form rất là đẹp, chất liệu da sần gạo nhá mọi người. Kim Ngân Trần nó chờ em một tí nhá. Chờ em một tí. Đây, in ấn dập khắc logo này. Em sale 280.000 thôi. Chào chị Kiều Nguyễn. Kỷ niệm các chị tiền ship nhá các chị nhá. Kỷ niệm các chị tiền ship bởi vì em bán sỉ là 290. Em nhập vào là 280 mấy nghìn rồi nên là đây ạ, bên trong để lót hoàn toàn bằng da. Có ngăn nhỏ và ngăn khóa kéo nhá. Chị nào lấy cái này thì comment cho em là HM Candy cộng màu cộng số điện thoại nhá. Hồng sen hoặc là hồng phấn các chị nhá. Hồng sen hoặc là hồng phấn. Rất là đẹp luôn ạ. Sale giá này lỗ rất là nặng luôn đấy các chị nhá. Bởi vì nó còn có mỗi hai màu này thôi nên là em sale giá lỗ. Sale giá lỗ luôn nha. Chị nào lấy cái này thì comment luôn giúp em. Hồng sen hoặc là hồng nhạt nhá, 280 miễn ship nha. Cái ví Chanel màu trắng này còn có một cái thôi hả ngắt? Vâng. Toàn là một tí với một bạn. Ví đựng tiền đây nhá chị Kim Ngân Trần nhá. Em còn ví Chanel này là hàng nó đẹp thôi. Giá sale lốt cho mọi người 100. Sáng nay sale bao nhiêu nhỉ? Sáng nay không ghi mã cái này phải không? Không. Cái đấy là cái 150. Không, cái này ngắn hơn 140. 140.000 miễn phí ship các chị nhá. 140.000 miễn phí ship này. Ví Chanel, cái này là chuẩn hàng F1 nhá, trắng này còn một chiếc này. Trắng này còn một chiếc, chị nào lấy cái này comment cho em là 236 cộng màu cộng số điện thoại nhá. 236. miễn ship, cái này full hộp nhá, chuẩn hàng F1. Màu trắng này còn một màu thôi. Chị Hoàng Nhật Vi ơi, nó tùy tùy lơi nhá, em chưa biết địa chỉ của chị ở đâu. Cho chị Hoài giờ mới gặp chị. À chị Hương Huỳnh. Chào chị Hương Huỳnh. Chị Hoài mua hàng của em rất là nhiều rồi. Đây ạ, bên trong này lót lụa cao cấp các chị nhá. Bên trong lót lụa cao cấp Kim Ngân Trần. Cái này ai dùng cũng được luôn nhá, Kim Ngân Trần nha. Một là màu trắng này, còn một chiếc này. Cái này hàng full book các chị nhá. Màu tím này. Màu tím ạ, rất là đẹp luôn. Chỉ có một rồi, ok chốt cho chị Trần mã hàng 236 màu trắng nhá. Màu tím này 140.000 thôi, miễn ship luôn các chị nhá. 140 ạ, miễn phí ship rất là đẹp. Cái này chuẩn hàng F1 luôn nhá. In ấn dập khắc logo đầy đủ, còn các cái hàng thường kia thì nó không dập khắc đâu. Mà em bán cái hàng F1 này giá chỉ bằng các cái loại rẻ thôi. Em không còn chị Ngọc Phương ạ. Chị Chi Lê không đổi được, có một chiếc em chốt cho chị Trần rồi. Có một chiếc trắng thôi em chốt cho chị gì đây nhỉ? Em chốt ở trên rồi không đổi được chị Chi Lê nhá. Đây là bên trong này, đây là màu đồng. Đây là màu đồng các chế nhá. Đây là màu đồng, 140.000 thôi, miễn ship luôn, hàng đẹp cực kỳ luôn nhá. Chất liệu da này. Chị Ngọc Nguyễn em ơi, em gộp đơn cho chị Ngọc Nguyễn đi. Ok chị Ngọc Nguyễn, mã hàng 140 màu tím. Chị Hoa Hải Đường ơi, chị lấy màu bạc hay màu tím ạ? Còn màu bạc và màu tím thôi các chị nhá. Hàng này là hàng full book nhá các chế ơi. Hàng full book, giá 140.000 miễn ship, ví đựng tiền. Cái này các chị điện thoại nhỏ thì là đựng vừa thoải mái nhá. Điện thoại nhỏ thì đựng vừa thoải mái, điện thoại to thì nó sẽ không vừa đâu ạ. Ok chị Kim Ngân Trần lấy màu đồng, em gộp đơn cho chị Kim Ngân Trần đi. Còn màu đồng và màu tím thôi, 140 miễn ship, chị nào lấy hết luôn nhá. Chị nào lấy thì comment luôn. Để em xem. Ok chị Hoa Hải Đường lấy màu đồng, em xem còn cái mẫu ví đựng tiền nào không. Ví đựng có dây thì có rất nhiều. Của Kim Ngân Trần là mấy mã rồi em? Em có thấy đâu hay là bị ẩn comment đấy chứ? Chị Kim Ngân Trần ơi, em nhân viên bên em báo là chưa thấy đơn của chị. Mà ở trên thấy của Kim Ngân Trần có chốt mấy đơn rồi. Em vuốt lên đi. Chị thấy hỏi thôi. Toàn là hỏi. Kim Ngân Trần mới có một mã này thôi. Kim Ngân Trần ơi, comment số điện thoại đi nhá. Kim Ngân Trần comment số điện thoại đi. Cái này là ví
LV chuẩn hàng súp nhá mọi người nhá. Cái này là ví LV hàng super full book nhá. Hàng full book. À, túi đỏ cạnh túi kẻ. Cái đấy là Chanel chị ơi, chờ em một tí chị Diệu Ngân Bùi nhá. Cái đấy là Chanel, chờ em một tí em sẽ lấy cái đấy ra cho các chị xem. Đây là ví LV hàng super này, giá là 250.000 các chị nhá. Giá là 250.000. Cái này nó là loại hàng loại đẹp nhá. Khóa của nó rất là dày đẹp luôn này. Ôi lát nữa hôm nay em bán cho các chị 10 suất 69 luôn. Kiểu gì các chị cũng mua được hàng rẻ của bên em. Đây ạ, rất là đẹp luôn này. Bên trong này. Cái này để điện thoại to thoải mái luôn nhá. Cái này là điện thoại to thoải mái luôn. Chị Kim Ngân Trần mà chốt cái ví vừa rồi thì cho nhân viên bên em số điện thoại nhá. Cho nhân viên bên em số điện thoại để chốt đơn. Không có số điện thoại nhân viên bên em không chốt được đơn đâu ạ. Đây ạ. Đó, rất là xinh luôn. Cái này chất liệu da rất đầm và đẹp nhá. Dòng ví LV này dùng rất là xinh. Cái này không có dây đeo chéo đâu, nó chỉ có dây cầm tay thôi các chị nhá. Chị nào lấy ví LV 250 này comment cho em nè. Ví LV 250 để chốt đơn nhá. Ví LV 250 để chốt đơn hàng này. Cái này em còn một chiếc nhá. Trời ơi. Cái này em còn một chiếc này giá là 600. Ok, chốt đơn Kim Ngân Bùi rồi. Còn một chiếc LV này thôi. Chị nào mà người mà to quá thì sẽ người mà đập đậm người ạ thì sẽ không dùng cái này. Cái này dành cho các chị tầm khoảng 55kg quay về nhá. 55kg quay về. Chị nào thấp thì tầm khoảng 52 cân quay về thôi. Còn chị nào cao thì tầm 55 cân. Dùng là đẹp nhá. Đó, rất là xinh luôn. Cái này là chuẩn của hãng nhá mọi người ơi. Đeo đẹp cực kỳ luôn ạ. Đeo cũng đẹp mà cái này xách tay rất là xinh. Cái này có một chiếc thôi. Chị Thanh Thúy ơi, không có hộp chị nhá. Không có hộp, chỉ có các cái dòng ví này mới có hộp thôi. Bởi vì bên em bán xỉ lên là nhà em toàn đóng các cái bao hàng như thế này, làm sao mà có hộp được các chị. Đóng cái bao hàng này mà đóng hộp thì nó vỡ hết hộp. Nên là các chị lưu ý giúp em là rất là ít hàng có hộp thôi. Kiểu gì bên em ship hàng đi các chị cũng cho các chị cũng phải là bảo quản cho các chị nhá. Chị nào lấy cái này chị Phúc Hồng Nguyễn ơi, gộp đơn thì comment cho em là gộp đơn. Chưa có đơn thì comment cho bên em số điện thoại để chốt đơn chị nhá. Đây em còn một chiếc này thôi, giá sale lốt 600.000 miễn ship. Còn duy nhất một chiếc này thôi. Trần Ngân comment cho bên chị số điện thoại nhé Trần Ngân nha. Comment cho số điện thoại để nhân viên bên chị chốt đơn cho nó nhanh. Không đợi chị tìm thì lâu lắm. Đợi chị check inbox rất là lâu luôn. Cái này là hàng chuẩn nhé các chế ơi. Đẹp cực kỳ luôn ạ. Cái này đẹp cực kỳ luôn. Các chị nói chung là mua cái dòng này ở ngoài thị trường không có giá 600.000 đâu ạ. Rẻ nhất của nó phải tầm khoảng 1 triệu mốt trở lên. Cái này là size nhỏ, còn size to của nó phải 1 triệu 7. Nhưng mà cái này em bán có 600.000 thôi các chị nhá. Còn duy nhất một chiếc này thôi. Chị nào lấy LV 600 này thì comment cho em này. LV 600 cộng số điện thoại nhá. Duy nhất một chiếc này thôi. Chất liệu da của nó đẹp lắm mà cái nói chung là cái dòng của thương hiệu của nó này. Thiết kế của nó rất là đặc biệt luôn các chị nhá. Thiết kế của nó rất là khác với cả các cái hàng rẻ tiền. Nhìn cái là biết ngay được là hàng đẹp rồi. Nên không cần phải lo lắng. Nên không cần phải lo lắng nhá. Các cái dòng LV mà rẻ rẻ mà các shop khác bán 200-300 toàn là hàng xưởng thôi các chị nhá. Cẩn thận mua không bị cẩn thận mua các cái hàng xưởng đấy thì nói chung là chất liệu da với cả đường kim mũi chỉ này, form dáng cái khóa của nó cũng khác hoàn toàn với cả hàng cao cấp. Khóa của nó cũng khác hoàn toàn với cả hàng cao cấp nhá. Em thấy không chị, em đặt hàng mà không thấy chốt. Bây giờ mới nhìn thấy comment của chị Nguyễn Thị Bích Ni này. Em chốt đơn cho Phúc Hồng Nguyễn đi. Chốt đơn cho Phúc Hồng Nguyễn đi em. Để ý vào, không cứ kêu là nó bị trôi. Không, bây giờ em mới nhìn thấy comment của chị Nguyễn Thị Bích Ly này. Từ trên em vuốt xuống là không thấy comment của chị Bích Ly đâu. Chị báo gì comment cho em nhá. Comment cho em nhá. Đây ạ. Em ở làng nghề Tú Phú Xuyên nhá, chị ỉn con thôi. Chuyên bán xỉ số lượng lớn. Đi hậu bạc, em còn màu đen thôi ạ. Em còn màu đen thôi, em không còn màu bạc. Hậu ơi, Hậu cất vào cái ví này đi Hậu. Các cái bao hàng này ghi tên vào hết chưa? Ghi tên vào hết cho ra ngoài đi cho nó rộng nhà. Mai Đông ơi, chờ em một tí nhá. Chờ em một tí, cái ví đấy để lại. Cất cái ví này. Đây, rất là xinh luôn nhá. Chanel hàng super nhá các chị nhá. Chanel Classic size 26. Hiện tại size 26 em chỉ đang còn hàng súp này thôi. Và có hai màu, màu xanh và màu đỏ nhá. Chờ em một lát nữa kết thúc live em sẽ bán 69. Một lát nữa kết thúc live em sẽ bán cho các chị 69. Cái này đảm bảo các chị cực kỳ đẹp luôn. Hàng 69 cực kỳ đẹp luôn các chị nhá. Phải đủ kiên trì thì mới mua được hàng 69 bên em nhá.
phải đủ kiên trì thì mới mua được hàng 69 bên em. Cảm ơn chị Tình Đầu Lấy Đâu nhá. Cái này của bên em nó là hàng súp các chị nhá. Hàng súp chuẩn luôn, da rất là mềm và đẹp, đeo thoải mái luôn, đeo ngắn và đeo dài các chị nhá. Đeo ngắn và đeo dài. Em thì em thích đeo ngắn như thế này này, nhìn cho nó xinh các chị nhá. Các chị mà thích đeo dài các chị thả cái dây ra, các chị đeo dài được hết. Đây, thả cái dây nó dài ra, dài lên rất là xinh luôn. Đây là đeo dài. Đó, hàng súp lên là da của nó rất là mềm và đẹp. Giá 420.000 miễn ship các chị nhá. Giá là 420.000 miễn ship. Cái này là Chanel Coco hàng súp bơ nhá. Cho mọi người xem qua cái form dáng và cái chất liệu da này, bóp bẻ thoải mái luôn. Bóp bẻ thoải mái luôn. Cái túi là em bóp bẻ thời gian cách đây rất là nhiều lần rồi. Ngày nào like em cũng bỏ ra em bóp mà không bao giờ nó tạo dáng luôn. À. Chị Nguyễn Dịu ơi, theo dõi suốt mà không mua được hàng rẻ. Em nói thật với chị, hàng nào em bán ở đây cũng là hàng rẻ hết. Túi sách LV 25 có chưa chị? À, có hến chị Thủy Trần nhá. Có hến 25 đấy ạ. Đây là bên trong này. Hàng súp nên là mọi người nhìn này. Nhìn bên trong nó khác biệt với cả các cái hàng F1 luôn nhá. Đẹp từ chi tiết nhỏ luôn. Đó, đẹp từ chi tiết nhỏ luôn. Mua một sản phẩm bên em nó đã rẻ hơn các sản phẩm khác rồi, nên là các chị yên tâm. Đây ạ, bên trong này, in ấn dập các Chanel này, có một ngăn nhỏ này, thẻ của hãng này, nó rất đẹp. Cái này giá 420 nhá. Chị nào lấy thì là format cho em là 64 nhá. Em không có DG đâu chị Lê Tâm ơi. 420.000 ạ, miễn phí ship toàn quốc. Hàng F1 là 290 nhưng hiện tại em đang hết hàng các chị nhá. Hàng F1 290.000 nhưng mà hiện tại là em đang hết hàng. Chờ em ngày mai ngày kia thôi ạ. Hai hôm nữa là có hàng F1 290 nhá. Đây là hàng súp, mã hàng T64. Cái này đẹp cực kỳ luôn ạ. Cái này đẹp cực kỳ luôn các chị nhá. Tang bạc, hàng súp bơ là chuẩn tang bạc luôn, rất là đẹp. Các chị có thể nhìn qua cái khóa của nó rất là sáng. À, nó không phải là tang vàng. Hàng F1 của nó thì sẽ là tang vàng nhá. Chị nào lấy T64 này không, comment cho em T64 cộng màu cộng số điện thoại nhá. Cảm ơn Phương Anh nhá. Đây ạ, mã hàng T64 này, đẹp cực kỳ luôn. Da của nó đấy các chị này. Da của nó, da chuẩn luôn nhá. Da chuẩn luôn, rất là đẹp. À, chị Bích Ly ở bên trên chị comment gì là em không nhìn thấy đâu. À, dưới này em mới nhìn thấy này. Chị bảo gì thì comment lại giúp em nhé. Đây, em rất là thích cái Classic size 26 này bởi vì form của nó rất là chuẩn đẹp luôn. Cái phần bên trong của nó, chiều rộng bên trong của nó thì cảm giác như là nó sẽ rộng bằng hàng size 28 luôn. Cuối lai em mới bán 69 các chế ơi. Cuối lai em mới bán 69. Còn chế nào muốn muốn xem sản phẩm gì không? Còn chế nào muốn xem sản phẩm gì không? Cuối lai em mới bán 69 nha. Hiện tại là chưa bán 69 ạ. Em có ba lô mini nhé chị Hoàng Nhật Vi nhé. Màu đấy là màu đỏ vừa vừa chị Minh Phạm nhá. Nó không phải là tươi mà nó cũng không phải là đô đâu. Cái đấy màu đỏ vừa vừa thôi. À, ba lô mini nhá. Cái này vừa làm ba lô vừa đeo chéo được này. Vậy đi. Đi mất rồi à? Thế sao không bỏ cái hàng đấy? Sao lại bỏ cái thùng ra đóng ra túi à? Ôi nhỉ, đây vừa xem biết à? Kiều Liễu ạ. Biến. Không. Kiều Liễu thì để ở trong nhà mai mà không cứ cho ra ngoài đi, tí nữa cho lên bãi tất. Đỏ đấy là đỏ vừa vừa thôi chị nhá. Túi đỏ cạnh kẻ đi chị, hàng thứ tư từ trên xuống. À, chị Diệu Ngân Bùi, chị tinh mắt quá, chờ em một tí. Đây ba lô mini đây nhá, hàng Quảng Châu sale cho các chị 170.000 miễn ship nha. 170.000 miễn ship, chị nào lấy ba lô mini này comment cho em này. Ba lô mini cộng màu cộng số điện thoại. Ba lô mini cộng màu cộng số điện thoại các chị nhé. 170.000 ạ, miễn phí ship luôn. Các shop khác bán hàng Việt Nam đã 180 rồi. Em bán cho các chị hàng Quảng Châu có 170. Các chị mà không mua thì hơi bị phí. Em bán cái này em bán kỷ niệm cho các chị thôi, gần như là chẳng có lãi đâu các chị ạ. Em bán cái giá 170.000 là không có lãi luôn. Bởi vì hàng Việt Nam các shop khác đã bán 180.000 rồi.
Đây của em nó là hàng Quảng Châu, không phải hàng Việt đâu, da của nó mềm lắm. Da của nó mềm cực kỳ luôn. Cái này chị nào lấy con mét cho em. Mã hàng T56 nhá. Mã hàng T56 cộng màu cộng số điện thoại. Em chuẩn bị bán 69 đây. Mọi người chia sẻ đi để em bán 69 nào. Mọi người chia sẻ like đi để em bán 69. Em nhiều tin nhắn. Từ nãy giờ like, đứng like một lúc mà bao nhiêu người nhắn tin. Em sốt ruột quá nên là em kết thúc like các chị ạ. Quá nhiều người nhắn tin nên là em phải kết thúc like đây các chị ơi. Là mã hàng T56 này. T56 cộng màu cộng số điện thoại. Ba lô mini hàng Quảng Châu. 170.000 miễn ship các chị nhá. 170.000 miễn ship. Màu hồng, màu tím, màu ghi và màu đen. Màu hồng, màu tím, màu ghi và màu đen nhá các chế nhá. Hồng, tím, ghi và đen. 170.000 miễn ship. Chế nào lấy thì comment nhanh. Cái này đeo tiện lợi cực kỳ luôn nhá. Đeo rất là xinh. Đeo chéo cũng được mà đeo ba lô cũng được. Đây nó là ba lô nhá mọi người. Đây nó là ba lô này. Đó, rất là xinh luôn. Chỉ có 170.000 thôi, miễn phí ship luôn. Còn chị nào lấy nữa không để em chuẩn bị bán 69 đấy. Bán cho 10 chị thôi nhá. Chuẩn bị bán 69 đây. Đen T56 chốt cho chị Mai Đông. Chia sẻ like đi em bán 69 nha. Bán 10 suất cho 10 chị comment nhanh nhất nha. Chia sẻ like để em bán 69. Bán 10 suất cho 10 chị comment nhanh nhất. Mã đầu tiên này các chị này. Mã đầu tiên này các chị nhớ là phải chia sẻ. Em kiểm tra mà không chia sẻ là em không bán 69 nữa nha. Em kiểm tra mà không chia sẻ thì em không bán 69 đâu ạ. Mã đầu tiên này. Mã đầu tiên là sao 69 cộng số điện thoại. Sao 69 cộng số điện thoại này. Suất đầu tiên là sao 69 cộng số điện thoại. Các chị comment cho em. Sao 69 cộng số điện thoại nha. Sao 69 cộng số điện thoại. Chị nào comment nhanh nhất em chốt cho chị đấy ạ. Sao 69 cộng số điện thoại. Các chị phải nghe rõ em đọc nhá. Sao 69 cộng số điện thoại. Các chị comment 69 như thế là không mua được rồi. Chị Chi Nguyễn này, em ơi em ghim chị Chi Nguyễn này. Sao 69. Sao 69 của chị Chi Nguyễn nha. Mang cái bút dạ ra đây để ghi luôn cái số điện thoại của chị vào đây. Các anh đấy ghi lúc phải vứt đâu hết ấy. Bao nhiêu bút dạ mà không thấy đâu là thế nào. Chị Chi Nguyễn này. Không chín không năm ba một sáu không năm một. Suất thứ hai nhé các chị nha. Suất thứ hai là ISL này. Hương ơi mang mấy cái ghi ra đây. Hương đổi hai cái này lấy hai cái ghi nào. ISL nhá các chị nhá. Em bỏ ghim này. ISL 69 cộng số điện thoại ạ. ISL 69 cộng số điện thoại. ISL 69 cộng số điện thoại này. Này em ghi đi. ISL 69 cộng số điện thoại ạ. Đời mà. Các chị phải comment đầy đủ là ISL 69 cộng số điện thoại thì mới chốt được đơn nhá. Em lấy gì? Rồi, chị Duyên Đặng một suất này, em ghi cái số điện thoại của chị này đi. Chị Duyên Đặng này. 0984 253 564. Xong chưa?
Tôi đưa để chị ghi cho nó nhanh, kiếp mày cứ giờ ra. Nhanh lên. ISL69 cộng số điện thoại nha, để em ghi luôn nha. Xong chưa? Mày ghi luôn vào trong sổ kia, mày ghi thế này không nhìn được rõ được, cái bút này cho chị. Cái hình này nó mờ không ấy được. Chị Uyên tặng một chiếc ISL69 này. Chị Nguyễn Hồng Thuận một chiếc ISL69 này. Nguyễn Hồng Thuận. Nào em sẽ bán kỷ niệm cho các chị 69 luôn nhá. Ngày hôm nay bán kỷ niệm cho các chị ISL69 này luôn. Để các chị chia sẻ đi, chị nào chưa chia sẻ em sẽ không ghim nhá. Nào chia sẻ đi em sẽ bán cho các chị, kỷ niệm cho các chị luôn. Kỷ niệm cho các chị 20 suất ISL69 luôn nhá. Kỷ niệm cho các chị 20 suất ISL69 luôn. Các chị comment đi em sẽ ghim. Nào em sẽ kỷ niệm 10 chiếc ISL69 nhá. 10 chiếc ISL69 màu kẻ này. Em ghi được mấy suất rồi? ISL ấy. Em ghi được 3 suất. 3 suất ISL rồi. Nào chị ghi mai thì hãy đọc tên người đấy nhá, hãy ghi người đấy nhá. Nào đọc tên của ai đi nào? Của ai? Chị Nguyễn Duyên Đặng Nguyễn Hồng Thuận. Chị Chi Nguyễn này, chị Duyên Đặng này, chị Nguyễn Hồng Thuận này, chị Huê Nguyễn này. Chị Huê Nguyễn là 4 này. Chị Huê Nguyễn là 4 nha. Chị Mai Đông là 5 này. Một chiếc ISL69 này. Chia sẻ đi, không chia sẻ này, bên em không bán 69 cho đâu nha. Nào chị Su Su Mến một chiếc 69 là mấy rồi, là 7 à? Ghim đến ai rồi, viết đến ai rồi? Su Su Mến một chiếc 69 này. Mấy suất rồi nhỉ? 6 à? Chị Tình Đầu Lơi Đâu một chiếc 69 là 7 này. Chị Tình Đầu Lơi Đâu một chiếc 69 nha. Nào sẽ bán kỷ niệm cho các chị luôn nên các chị chia sẻ đi. Chia sẻ đi, chị nào không chia sẻ em sẽ không bán 69 đâu các chị nha. Chị nào không chia sẻ em sẽ không bán 69 đâu ạ. Chị nào không chia sẻ em sẽ không bán 69. Các chị nhớ là phải chia sẻ. Nhớ là phải chia sẻ nha. 7 rồi đúng không? Chị Huê Nguyễn em chốt chưa? Chị Huê Nguyễn một chiếc 69 rồi này. Chị chị là chị Phạm Thanh Trúc để trùng tên với con gái nhà em, tặng chị một chiếc. Chị Phạm Thanh Trúc này một suất thứ 8 nha. Chia sẻ livestream nha. Các chị em kiểm tra mà không chia sẻ em không bán 69 đâu nha. Chị Phạm Thanh Trúc là trùng tên với con gái nhà em tặng chị một chiếc 69 này. Chị mấy rồi? 8 rồi đúng không? Ghi số vào. Ghi số vào để biết mấy rồi. 8 rồi. Chị Ngọc Phương một chiếc 69 là 9 này. Chị Ngọc Phương một chiếc ISL69 này. Chị nào đây? Còn một chiếc cuối cùng này. Còn một chiếc cuối cùng này 69 này. Ghim cho chị nào đây rồi? Ghim cho chị Nguyệt Phan một chiếc ISL69 này. Nào 10 nhá. Nào em sẽ bán tặng 10 chiếc ISL69 màu ghi này. Nào bán tặng cho các chị một chiếc 69, 10 chiếc 69 ISL màu ghi nhá. Nào. Màu ghi này đẹp cực kỳ luôn đấy các chị này. Màu ghi này đẹp cực kỳ luôn. Đẹp tuyệt vời luôn các chị nhá. Đeo cái dây chéo vào cho chị. Nào các chị comment đi để em ghim nào. Comment thì em sẽ bán tặng thêm 10 suất nữa nha. Em sẽ bán tặng thêm 10 chiếc ISL nữa. Nào rồi ok. Bán tặng chị Huyên Nguyễn một chiếc ISL màu ghi này. 69K này. Rất là đẹp luôn. Nào chị Huyên Nguyễn một chiếc 69K em chốt xong chưa? Chốt được chưa? Chị ghim cái số điện thoại ở đấy đấy. Em ấy đi. Em ghi, chị đọc cho mà ghi. 01683 rồi ok. Một này chị nào comment đi để em. Chị Huyên Nguyễn được rồi, ngừng comment nha. 69K nào. Chị Nguyễn Hồng Thuận một chiếc 69K này. 0932 001 760. Chị xong chưa? Chị Cherry Phạm một chiếc 69K này.
Mọi người chia sẻ đi, không chia sẻ là em không bán 69k đâu nhá. Chia sẻ đi, chị xe vi phạm một chiếc 69k này. Được chưa em ơi? Xe vi phạm 0813 809241. Chị Ngọc Nguyễn một chiếc 69k màu ghi này. Chị Ngọc Nguyễn một chiếc này. Chị Mai Đông ơi, chỉ được một chiếc thôi, còn nhường quà cho người khác nữa nhé chị nhá. Nhường quà cho người khác. Mọi người chia sẻ đi. Mọi người chia sẻ like đi, chia sẻ rực rỡ lên. Nào, comment để em ghim nào. Mọi người comment để em ghim nhá, 69k nhá. Đẹp cực kỳ luôn các chị nhá, đẹp cực kỳ luôn, em đeo thử cho mọi người xem này. Đeo chéo luôn cho mọi người xem, rất là xinh luôn. Kèm dây đeo chéo này. Xong chưa? Chị chúc mừng bạn này chưa mua hàng bao giờ nhưng mà cũng tặng luôn. Mi Lộc Hoàng một chiếc 69k này. Mi Lộc Hoàng nha. Rồi chị này, chị comment rất là nhiệt tình. Chị Vân Văn Bích này. Chị Vân Văn Bích một chiếc ISL69 này. Chia sẻ like đi ạ. Mọi người chia sẻ like đi. Em kiểm tra mọi người mà không chia sẻ like là không được mua đâu nhá. Rồi được rồi, bán tặng chị Vân Văn Bích. Văn Văn Bích một chiếc 69k nhá. Không được Su Su mến nhá, chỉ được một chiếc thôi. Để còn nhiều người khác, rất là nhiều người chưa được nhá. Rồi chị Lê Thị Kim Ngân này, chị cũng comment rất là nhiệt tình. Rồi chị Lê Thị Kim Ngân một chiếc 69k này, quá đẹp luôn. Chị Nguyễn Nhẹ được chưa? Chị Nguyễn Nhẹ được cái nào chưa? Chưa. Rồi tặng chị Nguyễn Nhẹ. Chị Nguyễn Nhẹ comment số điện thoại đi, em tặng chị một chiếc 69k. Chị Nguyễn Nhẹ comment số điện thoại đi, em tặng chị một chiếc 69k nhá. Nào các chị comment thì để em ghim nào. Rồi ok, chị Hằng Trương này, tặng chị Hằng Trương này một chiếc 69k này. Chị này chị tham gia, chị là một khách rất là nhiệt tình bên em. Huê Nguyễn được rồi nhá, Huê Nguyễn được rồi. Nào còn chị nào chưa được tặng ạ? Chị Giang Hồng Vũ ơi, bây giờ em mới nhìn thấy comment của chị Giang Hồng Vũ này. Không hề nhìn thấy comment của chị Giang Hồng Vũ luôn. Rồi, tặng chị Nguyễn Nhẹ một chiếc 69k này. Nào còn chị nào chưa được 69k thì nhanh tay comment đi, hôm nay em tặng các chị. Tặng các chị tới bến luôn nhá. Tặng cho tất cả các chị luôn. Nào chị nào lấy ISL69K lỡ nhanh tay comment, em sẽ tặng. Xong chưa? Nào chị Mimosa một chiếc 69K này. Comment liên tục ạ, comment liên tục nhá. Chị Minh Phạm mới chốt ba lô chị chưa? Chốt ba lô chị Minh Phạm cho em ơi. Chốt ba lô cho chị Minh Phạm chưa? Chắc là... Nào các chị comment đi để em ghim nào. Comment và chia sẻ nhá. Comment và chia sẻ, các chị nhớ là phải chia sẻ. Các chị nào chưa chia sẻ là em không tặng đâu ạ. Các chị nào mà chưa chia sẻ là không mua được 69k bên em đâu nhá. Nào Yến Nhi một chiếc 69k này. Yến Nhi một chiếc 69k. Chia sẻ livestream đi ạ. Chị nào không chia sẻ sẽ không mua được 69k bên em đâu nhá. Chị nào không chia sẻ sẽ không mua được 69k bên em đâu. Các chị nhìn này, rất là đẹp luôn. Đó, ISL đinh. Chị Thu Cúc một chiếc 69k này. Chị Thu Cúc một chiếc 69k. Các shop khác đang bán 150 đấy ạ. Các shop khác đang bán 150.000. Bán tặng các chị 69k. Các chị chia sẻ đi ạ. Các chị chia sẻ like đi ạ. Chia sẻ live stream. Cái này kẻ còn hàng kẻ không? Nào. Em ghi chưa? Chị Thu Cúc xong chưa? Chị Lâm Thanh Thúy một chiếc 69k này. Chị Lâm Thanh Thúy một chiếc 69k này. Rất là đẹp luôn. Nào chia sẻ đi ạ. Chia sẻ like đi ạ, chia sẻ like đi. Các chị không chia sẻ like là không được tặng 69k đâu nhá. Em lồng túi vào đi xong rồi cất. Chị Mai Phương một chiếc 69k nhá. Rồi chị Nguyễn Thị Lữ này nhận được túi rồi, rất đẹp. Chia sẻ đi ạ, chia sẻ để mua túi 69k nhá. Tặng cho các chị hôm nay. Tặng cho các chị luôn. Các chị yêu ơi, chia sẻ rực rỡ lên em tặng luôn các chị nhá. Chia sẻ rực rỡ lên em tặng tất cả các chị luôn. Chia sẻ rực rỡ lên ạ. Em tặng các chị. Em tặng các chị em tặng các chị hôm nay sẽ vui vui sẽ tặng tất cả các chị luôn. 69k. Có mất ship không? Cái này là có mất ship nha mọi người nhá. Cái này là có mất ship ạ. Cái này là có mất ship và phí ship là
30.000 nhá, phí ship sẽ là 30.000 nhá mọi người nhá. Rất là xinh luôn ạ, 69k nhá. Huyên Nguyễn ơi, Huyên Nguyễn phải để chế độ công khai nhá. Nào rồi, Nhung Trần một chiếc 69k này. Comment nhá, comment 69k cộng số điện thoại. Chưa thấy số điện thoại của Ngô Nhung. Nào, Kim Thảo có chưa? Kim Thảo chưa có thì Kim Thảo một chiếc 69k này. Mọi người comment liên tục đi ạ. Comment liên tục đi. Em nhìn thấy comment của ai em ghim người đấy. Em nhìn thấy comment của ai em ghim người đấy nhá mọi người nhá. Em nhìn comment của ai em ghim người đấy. Ghi được chưa? Rồi chị Nguyễn Diệu một chiếc 69k này. 69k này. Mọi người cứ comment đi ạ. Mọi người comment đi. Chị Khanh Huyền Long em không nhìn thấy số điện thoại của chị. Phải có số điện thoại thì em mới ghim được nha. Nhóc còi rồi, ok nhóc còi comment số điện thoại đi. Mọi người comment để em nhìn thấy số điện thoại thì em mới chốt được đơn nha. Chị ơi em đặt 236 màu đồng. Không thấy em hả chị? Chốt đơn của Nguyễn Thị Bích Ly, mã hàng 236 màu đồng này. Bây giờ mới nhìn thấy comment luôn nha Bích Ly nha. Lúc nãy là toàn bị ẩn thôi. Mọi người chia sẻ livestream để khỏi bị ẩn comment để em ghim nha. Chia sẻ livestream ạ, để không bị ẩn comment để em ghim nhá. Cái này 69k là chưa gồm phí ship đâu nha mọi người nha. Cái này em sale tặng mọi người 69k là chưa gồm phí ship đâu ạ. Giá của các shop đang bán là 150.000. Em bán tặng các chị 69.000, chưa gồm phí ship các chị nhá. Lưu ý giúp em là chưa gồm phí ship nha. Nào chốt cho chị nào đây. Nhóc còi này, nhóc còi này comment rất là nhiều này. Tặng nhóc còi một chiếc 69 này. Chia sẻ like và comment số điện thoại nha. Chia sẻ like và comment ISL cộng số điện thoại này. Rất là đẹp luôn. Nhóc còi chia sẻ like nha. Chia sẻ like, chia sẻ like. Chia sẻ like nha. Ai mà không chia sẻ like là sẽ không được tặng đâu ạ. Bây giờ mình nhìn thấy comment của chị Ngọc Như này. Mọi người phải chia sẻ nhiều lên. Tương tác mạnh lên nha. Tương tác mạnh lên thì mới nhìn thấy comment mọi người. Không chia sẻ là em không nhìn thấy comment đâu. Chia sẻ like và comment này. ISL69K này. Được nha chị Nguyễn nha. Hôm nay vui vui lên sẽ tặng luôn. Hôm nay vui vui lên sẽ tặng luôn. Mọi người chia sẻ mạnh lên. Chia sẻ mạnh lên nha. Em chốt cho chị Nguyệt Phan gộp đơn cái ISL này của chị một cái ba lô mini màu hồng em nhá. Ok chị Nguyệt Phan gộp cái 69 này với Chanel Boy Gel. Ok chị Mimosa nhá. Nào chia sẻ đi ạ, chia sẻ đi, chia sẻ đi, chia sẻ đi nhá, chia sẻ đi. Mức người xem lúc nào cũng phải ở 100 người xem thì em sẽ tặng tiếp nhá. Lúc nào cái mức người xem cũng phải 100 người xem thì em sẽ tặng tiếp. Nào thôi. Ngày hôm nay rất vui nên là tặng mọi người nhiều luôn nhá. Rồi đây, chị công chúa nhỏ một chiếc 69k này. Chia sẻ like và comment ISL69k cộng số điện thoại nhá. Em ghi xong công chúa nhỏ thì em chốt cho chị Minh Thư Dương này một chiếc 69k này. Minh Thư Dương một chiếc 69k nha. 69k nha các chị nha. Làm con chị nào không ạ? Ok Huyên Nguyễn nha. Chị ơi em đặt T1725 và 169 màu ghi. Ok nhóc còi nha. Em ơi em nhóc còi này lấy một T17 này. Nhóc còi lấy một mã hàng T17. Ok chị Minh Phạm một chiếc ISL69 gộp ba lô này. Em gộp đơn cho chị Minh Phạm một chiếc 69 đi. Cái ví ISL đinh này rất là đẹp luôn. Em thấy các cái shop khác, các shop nhập hàng của em rất là nhiều và đang bán là 150.000 đấy ạ. Các shop khác đang bán là 150.000. Mọi người có thể tham khảo giá thoải mái luôn. Không ai bán giá 69.000 đâu ạ. 69.000 này em bán tặng quà cho các chị thôi. Nên là các chị lưu ý em like thì các chị nhớ là chia sẻ nha. Chia sẻ ạ. Bây giờ mới nhìn thấy comment của Khánh Huyền Long này.
Có thấy chị Oanh Thu Thu. Chị Oanh Thu Thu comment đi ạ. Chị Oanh Thu Thu comment đi. Rồi chốt cho bạn này, bạn tên rất là hay, người lạ ơi này. Người lạ ơi, chốt luôn cho người lạ ơi một chiếc 69k. Nào 69k cộng số điện thoại và chia sẻ livestream nha. 69k cộng số điện thoại và chia sẻ livestream. À, hai màu này thôi ạ. Sale hai màu này thôi, hai màu đẹp luôn nhá. À, có thấy Phạm Huế. Mọi người chia sẻ livestream và comment số điện thoại nhá. Chia sẻ livestream và comment ISL kèm số điện thoại thì em mới chốt, em mới ghim được nhá. À, rồi chị Dung Huế, chị nào mà chưa được ghim thì tiếp tục chia sẻ và có thấy Nhi Yến này, tiếp tục chia sẻ và tiếp tục comment số điện thoại đi. Em sẽ ghim nhá. Nào chị Nguyễn Thúy Hằng này. Chia sẻ ạ, chia sẻ và comment số điện thoại kèm 69k thì em mới chốt được đơn nhá. Chị nào mà chưa được ghim thì chia sẻ và comment số điện thoại đi. Comment số điện thoại kèm ISL 69k nhá, cái này đẹp cực kỳ luôn này các chị này, đẹp cực kỳ luôn. Cực kỳ là xinh, cực kỳ là đẹp luôn ạ. Đó, quá là đẹp luôn. Các chị lưu ý giúp em là phí ship là 31.000 đồng nhá. Phí ship là 31.000 đồng ạ. Phí ship là 31.000 đồng bởi vì các shop khác đang bán là 150.000 mà em sale cho các chị 69.000 nên là phí ship sẽ là 31.000 nhá. Có thấy Kiều Nguyễn này. Nhung Trần một chiếc 69 này. Chị nào chưa được ghim thì cứ tiếp tục comment đi. Chị nào chưa được ghim thì cứ tiếp tục comment thì em sẽ ghim nha. Được chưa? Chị Trần Hoa này. Ngọc Trinh hết đen trắng rồi, còn các màu kia thôi. Ngọc Trinh còn một cái đen trơn nhé. Nào chị Nguyễn Thị Minh Phương này. Nguyễn Thị Minh Phương đi ăn cơm kẻo chồng đánh đây. Chào chị nhá. Xong chưa? Xong chị này chưa? Chị Ngọc Cúc Nguyễn Thị này 69k nha. À, shop em ở làng nghề Tú Phú Xuyên. Nhà em chuyên bán xỉ số lượng lớn và nhận đặt hàng theo yêu cầu các chị nhá. Chuyên bán xỉ số lượng lớn và nhận đặt hàng theo yêu cầu. Em ghi được chị Trần Hoa chưa? Chị hóng được nhận quà này. Chị Thủy Di này hóng được nhận quà. Chị Thủy Di một chiếc 69. Nào chị bé sóc này comment rất là nhiều luôn này. Chị bé sóc này ghim chị bé sóc một chiếc 69 này. ISL 69K cộng số điện thoại nha. Kèm theo chia sẻ livestream. ISL 69K cộng số điện thoại kèm theo chia sẻ livestream các chị nha. Chị Lê Thanh Tuyền một chiếc 69 đấy. Các chị comment liên tục đi em nhìn thấy. Em nhìn thấy số điện thoại em mới ghim được nhá. Em nhìn thấy số điện thoại em mới ghim được các chị nhà. Còn phụ ship 30.000 thôi không. Chị Thủy Nguyễn một chiếc 69k này em hóng được. Em hóng được hả chế? Được luôn. Em hóng được là được luôn nhá. Chia sẻ like. Nhớ là phải chia sẻ like mới được 69 nhá. Nhớ là phải. Rồi chị Kiều Nguyễn này sao không tặng cho em ISL. Rồi tặng cho chị Kiều Nguyễn ISL 69k này. Các chị lưu ý giúp em là 69k và phí ship là 31.000 đồng nha. À, chị Thi Lida, chị Thi Lida bây giờ mới nhìn thấy comment của chị Thi Lida này. Comment số điện thoại em mới chốt được. Còn đừng comment là lần nào cũng như lần nào comment hoài được gì được. Không có số điện thoại là không ghim được nha. Không có số điện thoại là không ghim được nha. À, chị Chi Nguyễn này ghim rồi mà. Chị Phui Ngố Mi Nhon này sao không tặng cho em. Rồi Phui Ngố Mi Nhon này comment số điện thoại kèm ISL 69k thì mới ghim được các chị nhá. Không chia sẻ này, không comment số điện thoại ISL 69k là không được nhận, không mua được đâu ạ.
Chị Thu Thủy Nguyễn ơi, chị muốn mua chị comment cho em ISL69K cộng số điện thoại nha. Rồi Ngô Nhung này, ISL69K mãi không gọi tên. Rồi đây bây giờ gọi tên Ngô Nhung nha. Bây giờ không nhìn thấy chị nhá. Chị nào mà không nhìn thấy số điện thoại thì comment lại đi. Chị Thùy Nguyễn này, chị chốt cho em mã hàng 120 túi công sở. Em xem mã hàng 120 là mã hàng gì. À rồi ok nhá chị Thùy Nguyễn ơi. Em ơi em chốt cho chị hộ chị cái chị Thùy rồi. Nguyễn này. Ok nhá. Chị Thu Hiên Lê này, chị đọc tên em đi. Đọc tên luôn chị Thu Hiên Lê này. 69K nhá, ISL69K cộng số điện thoại. Các chị comment liên tục đi. Các chị comment liên tục đi. Comment số điện thoại ISL69K cộng số điện thoại em mới ghim được nha. Minh Tâm Ngô này, chị ơi em thấy em không vậy, bấm hoài không được. ISL69K cộng số điện thoại. Rồi Minh Tâm Ngô này. Cái gì đây? Chị em comment mỏi tay luôn mà chị không đọc tên. Thu Hiên Lê, mình vừa đọc tên Thu Hiên Lê rồi nhá. Vừa đọc tên Thu Hiên Lê rồi, em ghim Thu Hiên Lê chưa? Chia sẻ đi ạ, mọi người chia sẻ đi. Chia sẻ like đi nhá. Chia sẻ like đi nhá. Hương Vũ này. Hương Vũ này, ISL69K này. Chị Kiều Thúy không có số điện thoại, không gọi tên được. Chị Thu Thủy Nguyễn này, ISL69K này. Cảm ơn chị nha, nhắn tin hoài giờ mới đọc xong. Ghim rồi chị nha. Chia sẻ like ạ và comment ISL69K cộng số điện thoại. Chia sẻ like và comment ISL69K cộng số điện thoại. Các chị không comment số điện thoại em không ghim được đâu. Phải có số điện thoại mới ghim được. Chị Hoàng Nhật Vi này, comment mãi không biết mấy chục lần rồi mà không được chốt ba lô đen dồn đơn. Chị Hoàng Nhật Vi comment số điện thoại nha. Chị Hoàng Nhật Vi comment số điện thoại ạ. Chị Hoàng Nhật Vi có nghe thấy em nói không ạ? Thu Thủy Nguyễn đã ghim rồi nha. Đã ghim rồi là được các chị nha. Đã ghim là được rồi các chị nha. Chị Hoàng Nhật Vi comment số điện thoại nhá. Có nghe thấy em nói không? Comment số điện thoại đi. Chị không comment số điện thoại em không ghim được đâu chị ơi. Nhung Đỗ này mãi không được này. Nhung Đỗ mãi không được này. Chị Hoàng Nhật Vi nếu mà nghe thấy em nói thì comment số điện thoại em mới ghim được nha. 69K nha mọi người nha. 69K. 69K. Chia sẻ livestream này. Điều kiện mua 69K là phải bắt buộc chia sẻ livestream này và comment ISL69K nhìn số điện thoại. Có thấy chị Bi Huy. Chị Hoàng Nhật Vi comment mãi mà không được. Bây giờ em có đọc thấy số điện thoại của chị đâu. Em nói từ nãy rồi chị comment số điện thoại để em ghi mà chị không comment. Rồi Hoa Hải Đường này. Chia sẻ livestream và comment ISL69K cộng số điện thoại. Hoa Hải Đường nha. ISL69K. Ok Hoa Hải Đường một chiếc 69K này. Nhật Linh này một chiếc ISL69K này. Mọi người chia sẻ đi. Chia sẻ và comment đi, em sẽ ghim hết luôn. Chị Hồng Kenly không có số điện thoại, không ghim được nhá. Chị Tím Thủy Trung này. Chị Hoàng Nhật Vi. Chị phải com rồi, em ơi em chốt cho chị Hoàng Nhật Vi này. 60. Chị Hoàng Nhật Vi em gộp đơn hộ chị cho chị Hoàng Nhật Vi một cái ba lô nhá. Hả, dồn chưa? Nào rồi, chia sẻ nhiều lắm này. Kiều Nguyễn này chia sẻ nhiều lắm một chiếc này. Kiều Nguyễn này chia sẻ nhiều lắm một chiếc này. Ai chia sẻ nhiều comment chia sẻ nhiều. Chia sẻ nhiều comment chia sẻ nhiều. Cái này đẹp cực kỳ luôn, 69K nhá. Rồi ok chị Huyền Ngô một chiếc này. 69K. Phí ship là 31K các chị nhá. Phí ship là 31K. Hôm nay sẽ tặng kỷ niệm tất cả các chị luôn. Chỉ có 69K một chiếc thôi. Phí ship là 31K. Chị nào chưa được ghim comment ISL69K cộng số điện thoại. Comment hoài mỏi tay luôn mà chị không thấy buồn cộng số điện thoại 69K ISL. Chị Đỗ Bích Liên bây giờ mới nhìn thấy comment của chị này. Bây giờ mới nhìn thấy comment của chị thì bây giờ mới ghim được nha. À, Thủy Vi túi trắng pha đen. Cái đấy là 330 nhé.
Bây giờ mới nhìn thấy comment của chị Thanh Thúy này. Rồi được rồi, chị Chi Nguyễn này. Chị Chi Nguyễn rồi, ok, Chi Nguyễn cho thêm Chi Nguyễn một cái nữa đi em ơi. Có dây đeo các chị nhỉ, có dây đeo chéo này. Thấy chị à. Thấy chị à, chị Thạch Thảo Phạm Trần này. Thấy chị à. Đấy. Chị Thạch Thảo nha. Thấy chị, bây giờ em có thấy chị. Bây giờ thành o thành có rồi chị nhá. Làm chị nào đây? Gộp đơn có được free ship không? Lát nữa bên em sẽ nhắn tin nha. Gộp đơn được free ship luôn. Rồi gọi em Thị Lý Đa này. Thi Lý Đa này, gọi tên em trong đêm. Gọi tên chị Thi Lý Đa này trong đêm rồi nha. Rồi. Chị Hoàng Yến này. Zielo Hoàng Yến này. Rồi ok. 69k một chiếc, phí ship là 31k nha. Ai đây? Mẹ bà đây. Nào, các chị comment đi. Thu Hiên Lê thêm cái nữa. Rồi ok, hôm nay tặng các chị tới bến luôn. Thu Hiên Lê thêm một chiếc nữa này. Thu Hiên Lê thêm một chiếc nữa. Chị Loan Trần buồn quá, ISL cộng số điện thoại. Buồn quá tặng luôn, vui chưa, comment cho em vui nha. Chị Kiều Thúy ơi, mỏi tay quá, chỉ phải comment số điện thoại vào em mới ghim được. Không có số điện thoại em không ghim được các chị nhá. Chị Kiều Thúy ơi, chị comment không có số điện thoại là không được, không được đâu ạ. Chị Duyên Đặng dồn đơn này. Chị Duyên Đặng comment mã bao nhiêu ạ? Chị Duyên Đặng lấy dồn với mã bao nhiêu? Các chị comment cho em. Rồi Thu Hiên Lê mua tặng mẹ. Thu Hiên Lê được ghim rồi. Thu Hiên Lê được ghim rồi. Chị Thư Hoàng được ghim rồi hay sao ấy nhỉ? Các chị gồm đơn, gồm đơn comment mã cho em nhá. Comment mã cho em để dồn đơn này. Diễm Phúc dồn đơn này. Diễm Phúc dồn đơn, em xem Diễm Phúc ở trên có đơn nào không dồn đơn cho đi. Cảm ơn chị Tím Thủy Chung. Hàng nhà em da mềm dùng thích lắm, các chị yên tâm, hàng này đẹp. Hàng này đẹp, các shop khác đang bán là 150. Phí ship là 31.000 nhé chị Thu Hương nhé. Phí ship là 31.000. Chị Kiều Thúy ơi, không thấy số điện thoại của chị. Chị nha, chị Kiều Thúy này, comment số điện thoại đi. Comment số điện thoại đi ạ. Chị Kiều Thúy rồi, ok. Chị Kiều Thúy này comment mãi không được, ghim chị Kiều Thúy ạ. Còn nhé chị Chi Nguyễn nhỉ, còn nhỉ. Còn ạ. Nào các chị comment thoải mái luôn, chia sẻ và comment thoải mái luôn. Tặng vợ à? Anh Nghĩa Trần này, ISL69K tặng vợ này. Bán cho anh Nghĩa Trần này một cái để tặng vợ nha. Cho anh Nghĩa Trần một cái để tặng vợ luôn. Tôm bo này, chán lắm rồi, mỏi tay mà không được. Mỏi tay mà không được, em cũng mỏi tay mà em còn mỏi luôn cả mồm luôn. Hồi nãy chị có thấy số điện thoại của em không? Có thấy số điện thoại của Kim Ngân Trần rồi. Nào rồi ok, chị Thạch Thảo Phạm này. Em cho chị Thạch Thảo Phạm này một cái nữa. Em được ghim rồi. Nào 69K. 69K ISL 69K. Chia sẻ nha. Chia sẻ và comment ISL 69K cộng số điện thoại. ISL 69K cộng số điện thoại. Công chúa nhỏ được ghim rồi. Trần Thị Lan này. Trần Thị Lan chia sẻ nhiều rồi mà sao không thấy gọi. Gọi luôn à. Rồi ok, chị Thạch Thảo Phạm Trần nha. Chị Tím Thủy Chung hai cái, tham quá. Rồi ok, cho chị Tím Thủy Chung hai cái luôn này. Lê Thu, chị ơi chị xem lại cái gì à. Rồi ok, chị Thư Hoàng một chiếc 69K này. Chia sẻ like và comment ISL 69K cộng số điện thoại các chị nhá. ISL 69K cộng số điện thoại. Hà Thu không thấy em à. Rồi Hà Thu ISL 69K. Cái này là chưa gồm phí ship đâu nhá các chị nhá. Cái này em bán tặng các chị là chưa gồm phí ship đâu ạ. Hôm nay em vui em sẽ tặng các chị luôn. Hôm nay em vui em sẽ xả tặng các chị luôn nha. Em sẽ bán tặng các chị luôn. Với yêu cầu là tất cả các chị phải chia sẻ livestream này để bên em ạ. Để bên em bán xỉ nha. Cún con dễ thương, không có số điện thoại không ghim được.
không có số điện thoại, không ghim được các chị nhà. Chị Mầu Nguyễn này, sao mãi không gọi tên mình thì chị Mau Nguyễn này. Chia sẻ like và comment ISL69K cộng số điện thoại. Chia sẻ like ạ, các chị ơi chia sẻ like nhá. Chị nào không chia sẻ like em sẽ không em sẽ không bán tặng đâu ạ. Tôm bo, chị ơi cho em cái lửa đi để em tặng mẹ. Rồi ok, cho tôm bo một cái lửa nhá. Rồi cún con dễ thương này, bạn này bạn ấy comment cũng rất là nhiệt tình. Rồi ghi bạn cún con dễ thương này. Chị nào mà chưa chia sẻ là không được chị nào mà chưa chia sẻ là không mua được 69k đâu nhá. Vợ Li Ao Quasi là tiếng tiếng Trung Quốc này, em chẳng đọc rõ. Rồi vợ Li Ao Quasi này, chị ơi có thấy em không, ISL69K rồi ok. Cún con dễ thương được một chiếc nhá. Chị Bi Huy không có số điện thoại, em không không ghim được đâu ạ. Các chị phải comment này, ISL69K cộng số điện thoại nhá, thì bên em mới ghim được. Rồi chị Hậu Lê này, cho em một cái đi. Rồi ok, chị Hậu Lê một chiếc 69K, đẹp cực kỳ luôn. Cảm ơn chị Tím Thủy Trung nha. Nào, chia sẻ like và comment ISL69K cộng số điện thoại. Vạn sự tùy duyên này, 69K này. Vạn sự tùy duyên. Có thấy Huyên Bim Phạm nha. Chia sẻ live stream ạ và comment ISL69K cộng số điện thoại. Chị Chính Lê ơi comment số điện thoại ạ thì em mới chốt được đơn nha. Chị Huê Nguyễn. Rồi ok, ưu tiên chị Huê Nguyễn nha. Ưu tiên chị Huê Nguyễn nha. À, em có điều gặp Ngọc Trai nhé chị ơi. Chị vợ Niao Cua Siêu em có điều Ngọc Trai ngang nhé. Giá là 430 miễn ship nhé. Chị tặng bạn gộp đơn. Trời ơi chị Ngọc Cúc Nguyễn Thị ơi, chị mà gộp đơn như thế là không có hàng để em tặng các chị khác. Ngày hôm nay em vui là em sẽ tặng các chị, tất cả các chị luôn. Chị Khanh Huyền Mộng không có số điện thoại, em không ghim được nhá. Rồi chị Trần Mỹ Tiên này, chị Trần Mỹ Tiên này. Phải chia sẻ nhá, chị nào không chia sẻ không mua được đâu ạ. Chị nào không chia sẻ không mua được, chị nào muốn mua lần hai phải chia sẻ thêm. À, chị Nguyễn Lam không có số điện thoại, em không ghim được. À, Nhi Yến này, Nhi Yến em mỏi lắm rồi. Nhi Yến này em mỏi lắm rồi. Bây giờ ghim một phát là không mỏi. Chị Thanh Thúy rồi ok, tặng chị Thanh Thúy một cái gộp đơn nhá. Nào chị Thanh Thúy này, chị Thanh Thúy gộp đơn với của chị là bao nhiêu nhỉ? Em gộp cho chị Thanh Thúy một đơn, một chiếc cho chị. À, chị ơi ngồi đợi mãi cái túi đỏ. Cái túi đỏ nào nhỉ? Chị Diệu Ngân Bùi nhỉ? Chị Diệu Ngân Bùi ơi, túi đỏ nào? À rồi ok. À rồi ok, cái túi đỏ là 250. Cái túi đỏ này là 250 chứ chị Diệu Ngân Bùi, em còn 2 chiếc. Túi đỏ này là 250, xinh cực kỳ luôn. Có thấy chị Huyên Nguyễn. Đây chị Diệu Ngân Bùi nha. Cái này hàng Quảng Châu, đẹp cực kỳ luôn. Các chị comment đi, chia sẻ và comment. Comment comment. Chị Trần Thị Lan đã chia sẻ nhiều vào thì mới được. Chia sẻ nhiều vào thì mới được. Chị Chính Lê không comment số điện thoại, em không chốt được. Không comment số điện thoại, em không chốt được chị nhá. Bên trong này có nhiều ngăn đấy ạ. Bên trong có nhiều ngăn nhá chị Diệu Ngân Bùi ơi. Cái dáng này xinh đấy ạ. Cái dáng này xinh chị nhá, dây da pha xích. Sao không ghim chị? Chỉ chị môi cố gắng, em không có số điện thoại em không ghim được đâu. Chị xem lửa like của em, tí tối chị xem lại rồi chốt dồn đơn cho chị. Rồi ok. Ok nhá. Chia sẻ like và comment ISL69K cộng số điện thoại. Huyên Bim Phạm comment số điện thoại mình mới ghim nhá. 69K nhá. 69K nhá các chị nhá. 69K. Chia sẻ like. Chia sẻ like. Chia sẻ like và comment ISL69K cộng số điện thoại. Oanh Lê này cho em một cái 69 nha. Oanh Lê. Có ghi kịp không? Chị Ngọc Hà Điệu này, em chia sẻ rồi này. Ok chị Ngọc Hà Điệu, em chia sẻ rồi.
Chị nào mà chia sẻ rồi thì comment cho em là đã chia sẻ cộng ISL69K. Chị Huyên Bim Phạm không có số điện thoại em không ghim được chị nhá. Chia sẻ và comment số điện thoại ISL69K nhá. Chị mua T38 350 rồi rồi. Mua 2 chiếc 69K gộp đơn rồi, ok thôi chị Ngọc Cúc Nguyễn Thị liệu. Ưu tiên chị Ngọc Cúc Nguyễn Thị. Hôm nay chị tặng gì mà ngày thứ bảy tươi quá. Hôm nay em rất là vui luôn, hôm nay em có chuyện vui nên là tặng cho tất cả mọi người luôn. Tặng cho tất cả mọi người luôn, coi như là cái ngày hôm nay em tặng là mất 5 ngày công của nhân viên xưởng em sản xuất. Mất 5 ngày công của nhân viên xưởng em sản xuất, của công nhân bên xưởng em sản xuất, nên là các chị chia sẻ mạnh lên. Thanh Trúc xem đi mua chị cái. Chia sẻ like và comment ISL69K cộng số điện thoại. Chia sẻ like và comment 69K cộng số điện thoại. Chị Chính Lê ơi, em chưa nhìn thấy số điện thoại của chị nha. Chị Khánh Huyền Long này, ISL69K này, Khánh Huyền Long. Chia sẻ like và comment ISL69K cộng số điện thoại nha. Chị Huyền Kim chia sẻ rồi này. Chị Huyền Kim này chia sẻ rồi. Chia sẻ like ạ và comment ISL69K cộng số điện thoại nha. Chị nào mà còn đủ kiên nhẫn, các chị còn đủ kiên nhẫn ở lại trong live, em sẽ sale tiếp một mẫu nữa. Chị nào còn đủ kiên nhẫn ở lại trong live, em sẽ sale tiếp một mẫu 69K các chị nha. Em sẽ sale tiếp một mẫu 69K. Huyên Bim Phạm này, bây giờ mới nhìn thấy số điện thoại của chị Huyên Bim Phạm này. Huyên Bim Phạm nha, bây giờ em mới nhìn thấy comment của chị Huyên Bim Phạm này. Chị co tubo môi cố gắng này. Xong của chị Huyên Bim Phạm chưa? Chị co tubo môi cố gắng này. Chị này chị comment nhiều mà chưa được ghim. Các chị cứ comment liên tục đi, em sẽ ghim. Ngày hôm nay em rất là vui nên là các chị chia sẻ nha. Chia sẻ đi ạ, chia sẻ like đi ạ. Chia sẻ like đi, chị nào không chia sẻ là bên em sẽ không chốt nha. Chị nào không chia sẻ là bên em sẽ không chốt. Rồi, bây giờ các chị nào đã chia sẻ comment cho em này, đã chia sẻ cộng ISL69K với số điện thoại nha. Chị nào đã, chị Lê Thanh Thảo đã chia sẻ này. Alo. Ừ, đúng rồi em ơi. Ồ, chị cho bên em địa chỉ chưa? Chị nhắn tin lên Facebook cho em để em kiểm tra xem hàng nó có bị hoàn về không nhé. Vì em sợ bưu điện nó liên lạc với chị không được là nó lại hoàn về bên em ấy. Vâng. Vâng. Thế thì chị nhắn tin cho em nhé, sau em gửi lại cho. Chắc là hoàn về rồi đấy, nửa tháng rồi nó hoàn về rồi. Vâng. Cái đấy hàng 2 ngày nữa về xong rồi là em sẽ ship cho chị, nó đang hết hàng. 2 ngày nữa em về, về em ship cho chị luôn nhé. Vâng. Cái đấy đẹp lắm nhưng mà chắc là em sợ nó bị hoàn về ấy, bởi vì là lâu quá rồi, em đang like nhá. Chị em đang livestream bận một chút nhá. Chị nhắn tin cho em nhá. Ok. Nào, em tiếp tục ghim này. Chia sẻ rồi Lucy Nguyễn này. Chia sẻ rồi. Comment này, đã chia sẻ ạ. Chia sẻ xong thì comment cho em là đã chia sẻ cộng số điện thoại. Chị Trinh Lê này, đã chia sẻ này. Chia sẻ xong thì comment cho em là đã chia sẻ cộng số điện thoại nha. Đã chia sẻ này, cộng số điện thoại nha. Như Ngọc Nguyễn này. Chị Như Ngọc Nguyễn này chia sẻ rồi, comment cho em là đã chia sẻ cộng số điện thoại. Chị Trúc Pháp Liên này đã chia sẻ này. Chị Phạm Vân đi chị. Chia sẻ nhiều rồi. Chị nào muốn ghim thì phải chia sẻ xong comment cho em là đã chia sẻ cộng số điện thoại nha. Chị Khanh Huyền Long này.
chị Khanh Huyền Long này. Chị Lam Liên ơi, chia sẻ xong thì comment cho em là đã chia sẻ cộng số điện thoại. Em ơi, chốt đi, để ý không để ý ra ngoài. Không bạn ơi, không lấy xong vậy. Lấy cái gì chị Hải? Lấy cái gì? Ba lô gì? Chắc là nó nhiều hình quá, tìm lâu tí nó quay lại lấy. Chị nào mà đã chia sẻ thì comment cho em là đã chia sẻ cộng số điện thoại. Chị Thúy Lương này, chia sẻ rồi này. Thúy Lương nha, chị Thúy Lương nha. Chị Mỹ Ân Trương này, đã chia sẻ. Các chị ơi, nhớ giúp em là 69k là chưa có phí ship các chị nha. Nhớ giúp em là 69k là chưa có phí ship đâu các chị nhá. Nếu mà các chị mà bắt em miễn phí ship là em bán nhà luôn để em tặng quà cho các chị đấy. Nhớ giúp em là em bán 69k là chưa có phí ship các chị nha. Chị nào mà còn đủ kiên nhẫn thì em sẽ bán một mã khác các chị. Chia sẻ và ở lại trong game. À, chị Khánh Huyền Long em ghim rồi nhá. Chị Khánh Huyền Long em ghim rồi. Chị nào đã chia sẻ comment cho em là đã chia sẻ cộng số điện thoại. Là chị Phạm Vân này, đã chia sẻ, chị chia sẻ nhiều rồi. Ok chị Phạm Vân chia sẻ xong thì comment cho em là đã chia sẻ. Chị Lụa Nguyễn không có số điện thoại không ghim được. Comment quá trời mà không có số điện thoại cũng không ghim. À, chị Phạm Vân, hai chị Phạm Vân luôn ạ. Rồi ok chị Phạm Vân, số điện thoại 0964010286 này. Chị Phạm Vân này là chị Phạm Vân 01382030229. Chia sẻ nhiều lắm shop ơi. À, chị nào chị đã chia sẻ comment cho em là đã chia sẻ nha. Lăng tròn này, lắng tròn này, đã chia sẻ, mỏi tay. Rồi chị nào đã chia sẻ thì comment cho em là đã chia sẻ cộng số điện thoại nha. Chị Trần Hậu này, đã chia sẻ này. À, các chế ơi, bây giờ em không ghim nữa. Bây giờ em không ghim nữa. Quà 69k này các chế nhắn tin vào Facebook, nhắn tin vào inbox cho bên em nha. Các chế nhắn tin vào inbox cho bên em ạ. Không ngừng chốt nha, ngừng chốt. Bên em ngừng chốt ạ. Chị Bi Huy ơi, không nhìn thấy số điện thoại của chị Bi Huy nha. Em không nhìn thấy số điện thoại của chị Bi Huy. Bây giờ các chị ạ, bây giờ các chị nhắn tin vào hộp thư cho bên em. Nhắn tin vào hộp thư cho bên em nhá. Nhắn tin vào hộp thư của Facebook Nguyễn Trung Kiên. Chị nào muốn mua 69k thì nhắn tin vào hộp thư của Facebook kho túi Nguyễn Trung Kiên. Em không ghim ở đây nữa, mà chị nào muốn mua 69k thì là chị nào muốn mua 69k nhắn tin vào hộp thư của bên em nha. Nhắn tin vào hộp thư của Facebook Nguyễn Trung Kiên để mua 69k. Nhắn tin nha, em không ghim nữa nha. Em không ghim nữa ạ. Chị nào muốn mua thì gửi inbox cho bên em nha. Chị nào muốn mua thì gửi inbox cho bên em sẽ không ghim nữa. Em sẽ không ghim nữa này. Cứ để lấy lát nữa quay lại lấy. Đây ạ. Không có nha. Đây. Chị nào muốn mua thì nhắn tin này, mua túi 69k. Mua túi 69k này, nhắn tin vào Facebook Nguyễn Trung Kiên. Chia sẻ và nhắn tin vào Facebook Nguyễn Trung Kiên. Chỉ mua được ít nơi thôi hả shop. Nào chị. Em ghim rồi đấy, em ghim rồi nha. Ok chị Phạm Vân này. Mua túi 69k, nhắn tin vào Facebook Nguyễn Trung Kiên. Mua túi 69k nhắn tin vào Facebook Nguyễn Trung Kiên các chị nha. Chia sẻ và nhắn tin vào Facebook Nguyễn Trung Kiên. Còn mẫu khác các chị nha, còn mẫu khác nha. Đẩy vào đi. Ví Chanel 69k. Ví Chanel 69k em sẽ không chốt ở trên này đâu các chị nha. Em sẽ không chốt ở trên này đâu ạ.
Ví vừa rồi là ví ESL và ví này là ví Chanel nhá. Cái này có rất ít thôi. Cái này còn rất ít thôi, 69.000 nha. 69.000 các chị nha. Nhắn tin vào Facebook Nguyễn Trung Kiên. Nhắn tin vào Facebook Nguyễn Trung Kiên, bên em sẽ check nha. Ví Chanel 69k. Cái này còn rất là ít. Cái này còn rất là ít các chị nha. Em quay sang góc sáng sáng cho các chị xem. Cái này còn rất ít các chị yêu nha. Cái này còn rất ít. Có được mua chị Tuyết nhá. Ai cũng được mua hết 69k. Miễn là chia sẻ livestream để ủng hộ cho bên em. Chia sẻ livestream cho bên em để ủng hộ shop. Và nhắn tin vào Facebook Nguyễn Trung Kiên để mua ví Chanel 69k nha. Đây là ví Chanel ạ. Đây là ví Chanel. Chia sẻ livestream và nhắn tin vào Facebook Nguyễn Trung Kiên. Nhắn tin vào Facebook Nguyễn Trung Kiên để mua ví Chanel nha. Chị nào nhắn trước em chốt trước. Chị nào nhắn trước em chốt trước nhá. Cái này còn rất là ít. Chị, cái này em còn rất là ít. Các chị nhắn tin vào hộp thư ạ. Nhắn tin cho bên em số điện thoại nhận và địa chỉ nhận hàng vào hộp thư. Ví Chanel này các shop khác cũng đang bán là 150.000. Em mua túi của chị này mấy lần rồi, hàng bên chị ok lắm. Cảm ơn chị My Nguyễn nha. Nhắn tin vào Facebook của Nguyễn Trung Kiên để mua nhá. Cái này còn rất ít thôi. Ví Chanel xanh này, ví Chanel đen này, ví Chanel ghi này. Ví Chanel ghi. Mua túi ạ. Mua ví này nhắn tin vào Facebook bên em nhá. Nhắn tin vào Facebook bên em. Chị nào mua nhắn tin vào Facebook bên em. Ví Chanel này, ví ESL nhá. Ví Chanel, ví ESL. Màu rêu là còn 1-2 chiếc. Chị nào nhắn tin trước em chốt cho chị đấy trước. Các chị đừng comment số điện thoại ở đây. Các chị nhắn tin vào inbox cho bên em. Các chị nhắn tin vào inbox cho bên em nha. Nhắn tin vào Facebook Nguyễn Trung Kiên nha. Bên trong đây ạ, bên trong đây. Các chị ơi, bên trong đây. Rất là đẹp luôn. Chị có túi, có quai đeo dài ạ. Có quai đeo dài các chị nha. Có quai đeo dài. Các chị đừng comment số điện thoại ở trên live này mà hãy nhắn tin cho bên em nha. Không comment số điện thoại ở trên live này mà hãy nhắn tin cho bên em sẽ check. Các chị nhắn tin cho bên em này, số điện thoại này, tên ví này, cộng địa chỉ nhận hàng. Bên em sẽ chốt đơn cho các chị nhá. Đừng comment ở đây, nhắn tin vào inbox cho bên em nhá. Có thấy Dương cầm nhá. Chị nào mua ví Chanel 69k này thì nhắn tin vào inbox cho bên em. Nhắn tin cho bên em số điện thoại và địa chỉ nhận hàng. Số điện thoại và địa chỉ nhận hàng các chị nhá. Đó. Đen xanh coban ghi và xanh rêu. Các chị nhắn tin cho bên em nhá. Các chị nhắn tin cho bên em. Nhắn tin địa chỉ nhận hàng cho bên em nhá. Nhắn tin cho bên em này. Mẫu ví này. Mẫu ví cộng số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng nhá. Cộng số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng. Em nhận các cái đơn quà tặng này ở trên inbox ạ. Em nhận các cái đơn 69k này ở trên inbox các chị nhá. Có ví đầu rồng không chị? Có ví đầu rồng nhá chị Phước Trần ơi. Có ví đầu rồng. Các chị chia sẻ đi ạ. Các chị em nhắn luôn đi. Các cái đơn ví đấy thì không không ấy, chỉ nhắn các cái đơn kia thôi. Bớt lại các cái đơn ví này để cho các chị nhắn tin vào inbox hộp thư. À, em kết thúc like em mới check nhá. Kết thúc like em mới check nhá các chị nhá. Em gửi chị một kiểu mẫu túi shop mình có không? Chị Dương Cầm ơi, kết thúc like em mới check được nhá. Kết thúc like em mới check được. Nhắn tin cho bên em ạ. Chốt cho tất cả các chị nhắn tin cho bên em. Chốt cho tất cả các chị nhắn tin cho bên em nhá. Chị nào không nhắn tin thì sẽ không được chốt. Chị nào không nhắn tin thì sẽ không được chốt. Cái này còn rất là ít nên là em sẽ thôi nhá. Em sẽ ngừng cái mẫu đấy nhá. Nào còn chị nào mà muốn mua 69k thì nhanh tay nhắn tin cho bên em đi. Nhanh tay nhắn tin cho bên em đi nhá. Em sẽ kết thúc live tại đây ạ. Hôm nay em tặng rất là nhiều quà rồi nên là em sẽ kết thúc live tại đây nhá. Các chị ba lô không? Ba lô để ngày mai các chị nhá. Ba lô để ngày mai. Cái gì về cái gì đấy? Chưa tới lên á? Sao bọn này đang làm gì mà không tới hàng lên thế? Nhắn tin chị nào muốn mua. Chị nào muốn mua thì nhắn tin vào Facebook bên em. Em sẽ check nha.
Ok, Đỗ Bích Liên nha. Các chị nhớ là nhắn tin vào, nhớ là nhắn tin vào inbox cho bên em địa chỉ nhận hàng và số điện thoại nha. Thu Hiên lên nhắn tin không được. Anh Hưng Trần ơi, cuối tuần anh mới nhận được nhá. Bên em gửi rồi đấy ạ. Bên em gửi rồi nhưng mà phải cuối tuần mới gửi được. Nhà mình ở làng nghề Túi Phú Xuyên và nhà mình chuyên bán xỉ số lượng lớn nhá. Mọi người nhắn tin cho em đi. Mọi người nhắn tin cho em đi nhá. Em sẽ chốt cho mọi người ở trên tin nhắn nhá. Chị nhắn được à, ai nhắn cũng được các chị nhá. Ai nhắn cũng được hết. Chị nào nhắn em sẽ chốt cho chị đấy nhá. Chị nào nhắn em sẽ chốt cho chị đấy. Nhắn tin cho bên em nhá. Em bán tặng mọi người 69k nhá. Nhiễu kiểu. Nào nhắn tin bên em nhá. Nhắn tin cho bên em nhá. Em xem túi kẻ đằng sau lưng chị. Túi kẻ đằng sau lưng em là 320 miễn ship nhá chị Trần Hoa ơi. Để gọn cái thùng vuông này để tí nữa đóng hàng cho khách nhé. Cảm ơn chị Nguyễn Thúy Hằng nha. Em nhận rồi à. Rồi ok. Rồi kéo lên đó. Hướng ơi bảo bọn nó lém cho chị cái video drama đen ở đằng góc kia xuống đây rồi. Em cho chị Vinh một cái video drama màu đen. Ok nhá, Điễu Kiều ơi, sáng mai gửi cho làng ơi. Sáng mai gửi hàng cho làng nha. Làng xem có lấy thêm gì nữa không để đóng. Hôm nay mami làng ra trả tiền thiếu 350 nha Điễu Kiều nha. Chiều nay bà ngoại Điễu Kiều ra trả tiền hàng thiếu 350 nha. Mẫu em đang cầm là 320.000 nha các chị nhá. Mẫu em đang cầm là 320.000. Cái này là túi hến có quay đeo dài này. Đó. 320.000, cái này dáng rất là đẹp và da rất là mềm. À, mình cái đầm sọc đen trắng. Ở góc gần bếp đi. Ba trăm hai mươi nghìn ạ. Chị nào lấy cái này comment cho em là hến 2320 cộng số điện thoại nhá. Hến 2320 cộng số điện thoại. Cái này là túi công sở, dáng rất là xinh luôn. Dáng rất là sang và đẹp luôn nhá. Dáng rất là sang, rất là đẹp. Cái ý gửi em đúng không? Đúng rồi Liễu Kiều ơi. Gửi cho Liễu Kiều mấy cái này đấy. Nhưng mà Liễu Kiều lấy hơi bị ít. Cái hàng này nó nhanh hết cực kỳ luôn. Vừa về sáng nay mà đã bán mấy chục cái rồi. Hết nhanh lắm. Không lấy nhanh là hết hàng, không có hàng mà bán đâu. À, mèo bi ơi, diorama hàng F1 là 250 miễn ship nhá mèo bi nhá. Cái dio đấy là 250 hàng F1. Chị nào lấy hến hay không ạ? Chị nào lấy ví 69k nhắn tin cho inbox cho bên em nhá. À, cái này là 320.000 nhá. Cái này là 320.000. À, xem bên trong rồi ok chị. Chị Hạnh Phúc ơi, nhắn tin vào inbox cho bên em nhá. Nhắn tin vào inbox cho bên em. Ừ ok, thấy hôm nào toan sau cộng thêm 350 vào cũng được. Bên trong đây nhá các chị nhá. Cái này lót ở bên trong đẹp lắm các chị ạ. Lót ở bên trong túi đẹp lắm, lót hoa văn đẹp cực kỳ luôn bên trong này. Ok, tất cả các chị nhắn tin cho bên em đi. Tất cả các chị nhắn tin cho bên em đi. Em không chị nào lấy cái này ạ? Ok, lát nữa kết thúc live mình sẽ check inbox nhá. Em nhắn tin hết chưa? Nhắn hết đi, em nhắn đi, không phải ấy đâu, chị bảo rồi mà. Ba trăm hai mươi nghìn ạ, miễn phí ship các chị nhá. 320.000 miễn phí ship, da của nó dày và mềm lắm ạ. Da của nó dày và mềm cực kỳ luôn nhé các chế nhá. Rất là dày mềm. Các chế lấy cái này comment cho em là hến 320 cộng số điện thoại. Hến 320 cộng màu cộng số điện thoại nhá. Ba lô hôm sau em sẽ sale các chị nhá. Chia sẻ live stream cho em. Ba lô buổi sau em sẽ sale. Ngày mai em sẽ sale ba lô cho các chị nhá. Lấy hai cái miễn phí ship nha chị người lạ nhá. Cái này là hàng cao cấp các chị nhá. Cái mẫu hến đây là hàng cao cấp đẹp cực kỳ luôn các chị ạ. Dùng rất là sang và rất là xinh các chị nhìn này. Đẹp cực kỳ luôn, hàng cao cấp không phải là hàng rẻ tiền đâu. Ngày em bán có 320 thôi. Rẻ ơi là rẻ rồi, các chị không cần phải mặc cả giá cả bên nhà em đâu. Nhà em chuyên bán xỉ đấy ạ.
Zama size 18 nhá, mèo bi nhá. Zama size 18. Cái này hàng cao cấp đấy ạ, da của nó mềm đẹp lắm. Đây Dio F1 đây nhá. Ok, củ con thể dễ thương nhá. Trắng pha đen. Trắng pha đen là cái nào nhỉ bạn ơi? Chắc cái kia 091. Nhìn được rõ tận trên đấy cơ á. Chắc thế thì mới trắng pha đen hay hoặc là trắng. Túi tóm đằng sau là túi gì? Túi tóm đằng sau là túi gì? Cho em xem túi tóm đằng sau đi. Không hiểu túi tóm là túi gì luôn. Chắc túi vừa cầm á. Trắng đen đấy. Cái này size 18 nhá. Size 18 không có size 22 nhá. 250.000 miễn ship. Cái này hàng F1 bán giá 250 thì nói thật là bao giá toàn quốc. Làm gì có ai bán được cái hàng F1 giá 250 miễn ship đâu. Làm gì có ai bán Diorama hàng F1 giá 250 miễn ship đâu. Không ai bán luôn. Em còn một ít thôi, em còn chẳng bày ở dưới này luôn. Bởi vì là toàn khách xỉ lấy thôi, nhắn tin lấy thôi nhá. Đây, rất đẹp luôn nha. Các chị ơi nhắn tin hết cho bên em đi nha. Nhắn tin hết cho bên em vào hộp thư inbox đi. Em sẽ kết thúc like tại đây ạ. Em sẽ kết thúc like tại đây. Túi tím. Làm gì có cái túi nào màu tím nhỉ? Ok nhá. HM của bên em nó là hàng super VIP, em không còn hàng rẻ, em chỉ còn có vài chiếc thôi. Còn toàn các cái hàng 850 với cả 900 thôi các chị nhá, HM bên em ạ. Còn 800 với cả 850 với cả 900 thôi, em không còn hàng rẻ nữa đâu các chị ơi. Da của nó dày lắm. Không hiểu chị Thu Hiên nói mẫu nào luôn. Cartoon hả? Cartoon mới về nhá các chế nhá. Có mỗi cartoon là cái gì đó? LV à? Vừa rồi có bạn nào hỏi channel cartoon đấy, nhưng mà chắc là bạn ấy về rồi. Chắc là bạn ấy thoát ra rồi, không biết còn ở đây không. Ok, chị Dương Cẩm mới chờ em một tí nhá. Channel cartoon này. Channel cartoon 230.000 miễn phí ship chuẩn hàng F1 các chị nhá. 230.000 miễn phí ship chuẩn hàng F1. Cái này đeo lên rất là xinh luôn. Da đẹp luôn, lót đỏ nhá các chị nhá. Lót đỏ hoàn toàn luôn bên trong này. In ấn dập khắc logo Chanel đầy đủ nhá. Đây ạ, lót đỏ hoàn toàn luôn. Cái đấy, cái đấy là ISL chị nhá. Chị Trần Hoa miễn phí ship chị Trần Hoa nhá. Nếu mà chị lấy thì chị nhắn tin cho bên em nhá. Nếu mà chị lấy thì nhắn tin cho bên em. Chanel cartoon này 230 nhá các chị nhá. 230.000 miễn phí ship. Chị nào lấy thì nhắn tin cho bên em. Chanel cartoon các chị nhá. 230 miễn phí ship. Cái này hàng F1 ạ. Cái này là hàng F1 nhá. Cái này nó không phải là tím đâu chị ạ, mà cái này nó là màu mận chị nhá. Đây là túi ISL 320.000 miễn phí ship. Túi ISL ạ. Cho em xem túi 300, túi người lớn. Túi đó, chị My Lộc Hoàng ơi chờ em một tí. Đây ạ. Đây là túi ISL các chị nhá. 320.000, bao rẻ toàn quốc luôn ạ. Bao rẻ toàn quốc luôn nha các chị nhá. 320.000. Cái này là ISL không phải là. Đây ạ, màu rêu này. Màu ghi các chị nha. Màu đen ạ. Cuộc sống sắc màu ơi, vào muộn thế. Màu mận nha, màu mận này. Cuộc sống sắc màu vào quá muộn, kết thúc 69k rồi. Kết thúc 69k rồi. Đây là màu bò. 320.000 nhá các chị nhá. 320.000. Ok chị Dương Cẩm nhá, cứ gửi inbox cho bên em sẽ check nhá. Đây, rất là xinh. 320.000. Chị nào lấy thì comment cho em ISL320 cộng màu cộng số điện thoại. Túi cartoon vừa rồi chỉ có một màu đen thôi nhé. Chị nhìn Trần nhé. Chanel cartoon nó chỉ có một màu đen thôi.
Chị nào vừa hỏi xem túi 900 nhá. Chị vào muộn quá, em kết thúc 69k rồi, tặng bạt ngàn luôn rồi. Em tặng quá là nhiều luôn rồi mà bây giờ chị mới vào. Thôi được rồi, ưu tiên chị cuộc sống sắc màu này, tí nữa chị vào xem lại, nay em sẽ bán cho chị ngày 69k nhá. Cho chị Tuyết Ngô lấy Chanel Cartoon nhắn tin cho em nhá. Nhắn tin vào inbox cho em. Nhắn tin vào inbox cho em, đây là túi chống quát nhá mọi người. Cái này là hiệu của quát, 900.000. Cái này hàng hiệu nhá mọi người. Đẹp cực kỳ luôn, chất liệu da mềm lắm. Em tầm này là em nghỉ rồi nên là em sẽ không quay cặn kẽ đâu. Cho chị nào hỏi thì cho xem nhanh thôi. Bởi vì em nghỉ rồi, còn rất là nhiều đơn sỉ em chưa chốt mọi người ạ. Còn rất là nhiều đơn sỉ em chưa chốt. Đây, túi trống này có màu bò này, màu đen này, màu đỏ và màu xanh đen nhá. Túi đeo ngang thắt lưng hàng super. Em đang về đấy chị Bích Châu Nguyễn, em đang về cái túi đeo bụng đeo ngang của hàng LV. Nhưng mà chưa có hàng đâu, phải một tuần nữa cơ, em vừa mới đặt ngày hôm nay xong, chắc phải một tuần mới có hàng nhé các chị nhé. Các chị lấy cái mẫu gì thì inbox cho bên em nhá. Lấy mẫu gì inbox cho bên em để em chốt đơn. Ngày hôm nay em sẽ không chốt đơn ở trên live nữa đâu các chị nhé. Chúc các chị một buổi tối vui vẻ và ngày mai em sẽ tiếp tục sale giá sốc cho các chị. Chào tất cả các chị nha.